Ngày xưa, ở Vương quốc Ấn Độ rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa. Ông có người vợ hiền lành phúc hậu tên là Lora. Tuy cuộc sống nghèo nàn nhưng họ luôn chăm chỉ để được đủ ăn và hạnh phúc. Họ sinh được một người con trai lanh lợi khôi ngô tên là Aladdin. Mustafa ơi, Aladdin nó lấy trộm trái cây của tôi bán. Vậy ông chỉ cần trả cho tôi mấy đồng là được rồi. Aladdin nô đùi với lũ kẻ, làm đổ hết hàng của tôi xuống đất hết. Ông Mustafa giúp tôi chắc lại đi. Lôi ra, bà ra trong tiệm, tôi đi có việc. Nè cái cô kia, mua kẹp tóc thì phải trả tiền chứ. Sao lấy mà không trả tiền tôi? Ờ, phải trả tiền sao? Mà bao nhiêu vậy? Sao lại không trả tiền? Trả cho tôi 5 ruby đi, nhanh lên. Chiếc vòng này có đủ không vậy? Ta không có tiền. Đủ rồi. Cô gái này trông rất giàu có, đeo trang sức rất đắt tiền mà không biết giá trị. Ta phải tìm cách lừa cô ta mới được. Ơ nè cô bé, kẹp tóc của bà đó không đẹp đâu. Để ta đưa cháu đi đến chỗ này có nhiều cái đẹp hơn. Vậy hả? Chỗ nào vậy? Hãy đi theo ta. Nè, mau tháo cái trang sức ra đưa cho ta. Nếu không á, thì ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Ờ, ông là cướp. Mau tháo ra. Giữa ban ngày mà ông dám cướp của trắng trợn như vậy sao? Có ta thì ông đừng hòng làm trò này. Cô đừng vào mấy chỗ vắng người, sẽ gặp nguy hiểm đó. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh tên là gì? Tôi là Alisa. Tôi là Aladdin. Chúng ta kết bạn nha. Giờ tôi khát quá, anh có nước không? Cô ăn đi, sẽ hết khát ngay thôi mà. Cô ở đâu tới đây? Cha mẹ cô là ai? Tôi ở kinh thành. Cha mẹ tôi là một thương nhân. Chuyện đó đâu có quan trọng. Giờ chúng ta đi chơi được không? Ta không ngờ những hạt lúa này lại ngọt như vậy. Cô ở kinh thành không biết là phải. Tôi từ nhỏ đã được mẹ làm cho ăn những chiếc bánh samosa ngon tuyệt từ hạt lúa này. Nào, bây giờ hãy đi cùng tôi tới đây. Nè tụi bay nhìn đi, Aladdin nó đi cùng với một cô gái. Mà cô gái này có vẻ giàu có nữa. Đứa nào theo tao dọa cho nó sợ đi. Cô khát phải không? Ăn táo đi, sẽ hết khát ngay thôi mà. Sao anh biết ta khát hay vậy? Anh cho ta quả táo ăn đỡ khát, thì muốn ta thưởng cái gì? Tôi không cần thưởng gì cả. Biết đâu sau này lớn lên, tôi còn có thể lo được cho cô. Và tôi sẽ cưới cô thì sao? Đúng không? Được, cứ vậy nha. Nhưng sau này, cô phải xinh đẹp hơn nữa, để tôi nhìn không ra luôn nha. Hái trộm táo của người ta ăn á mà còn hẹn hò nữa. Aladdin, cậu có biết công chăm sóc dưỡng cây của người ta cực khổ lắm không? Có tiền trả không? Ta giờ không có tiền, nhưng ta sẽ kiếm tiền để trả thôi. Về xin tiền chú Mustafa trả sao? Nè cô, cậu ta không biết làm gì hết, chỉ sống bám vào tiệm may của cha mình thôi đó. Hãy rút lại lời hẹn hò đó đi.
Kabi, cậu thật quá đáng. Vậy muốn đánh nhau hả? Vậy thì vô đây. Được rồi, ta ra lệnh cho mọi người không được cãi nhau nữa. Việc hái táo ăn là do ta khát nước, nên Aladdin mới hái. Ta sẵn sàng trả tiền cho chủ vườn này. Ra lệnh nữa hả? Mấy đứa nhỏ kìa, giờ này sao không chịu về nhà mà còn quậy phá ở đây nữa? Nếu các cháu còn ở đây chơi thì phụ giúp ta hái táo, ta sẽ trả công cho mỗi đứa 2 rupee, có chịu không? Lúc nãy con có hái vài trái táo ăn đỡ khác, giờ trả tiền đó cho chú, con xin lỗi. Cháu biết lỗi là đáng khen, vài trái táo thì có đáng gì đâu. Bây giờ phụ giúp ta hái táo cho nhanh, trời chiều rồi, các cháu cứ ăn táo thoải mái. Ta không ngờ là có thể kiếm được 2 đồng tiền này bằng chính công sức của mình đó. Ừ, tôi cũng lần đầu tiên kiếm được tiền đó. Hình như anh sống dựa vào cha mình phải không? À, cô xem thường tôi sao? Không phải, ta cũng như vậy mà. Nhưng ta muốn biết cha mẹ anh tuyệt vời như thế nào. Hả? Cô để tôi nhấc bao cho. Cô hãy mang nó ra khỏi vị trí nha. Đau lắm hả mèo? Tội nghiệp quá, sao mà ốm quá vậy? Chúng ta phải nuôi nó thôi. Cung điện không cho nuôi mèo, anh nuôi nó được không? Ta lấy thức ăn trong đó ra nuôi nó. Hả? Cung điện sao? Cô làm gì trong đó? Ta là cung nữ, theo hầu công chúa. Vậy hả? Ừ, được rồi, chúng ta cùng nuôi nó. Vì hái táo đến chiều, sau đó cứu chú mèo gặp nạn nên cả hai đến tối muộn mới trở về. Lúc này Alisa không thể vào cung điện được, đành theo chân Aladdin về nhà. Để tôi xuống bếp xem có gì ăn không. Không có cái gì để ăn hết. Tôi không tin cha mẹ lại không để dành thức ăn cho tôi. Sao con về trễ vậy? Mẹ con đã dành bánh samosa cho con trên bàn đó. Con cảm ơn cha mẹ. Thôi cha đi ngủ đi, con ăn xong rồi ngủ luôn. Con phải học mai đi, nối nghề gia đình. Con xem cả khu chợ này có thợ may nào tay nghề giỏi như cha không. Được được được, cha vào ngủ đi, con ăn xong cũng muốn ngủ lắm rồi. Hả? Có con mèo vào nhà, nó sẽ phá phách và ăn trộm thức ăn. Hôm nay con cứu được con mèo này, chân nó đang bị thương, xin cha cho con được nuôi nó. Con biết yêu thương động vật là rất tốt, nhưng cha chỉ e. Con sẽ chăm sóc nó thật kỹ, không cho nó ăn vụng đâu. Cha đi ngủ đi, con cũng sẽ đi ngủ liền nè. Nè Alisa, mau ra đây ăn bánh nè. Cô vào cái rương đó ngủ đi, tôi ngủ dưới đất. Ngủ trong rương sao? Không có giường à? Từ nhỏ tới lớn tôi vẫn ngủ trong đó, làm gì có giường. Nếu cô không chịu thì ngủ dưới đất, tôi vào đó. Không không, ta ngủ trong rương. Chúng ta ra đầu chợ, tôi sẽ mua cái gì đó bằng đồng tiền mà tôi đã kiếm được hôm qua. Ta không biết mẹ anh ra sao, nhưng thấy bà để dành lại cho anh một đĩa bánh lớn thì biết tình thương của bà dành cho anh rất nhiều. Hãy dùng tiền này mà mua kẹp tóc cho mẹ của mình. Xin chào Tể Tướng. Tể Tướng lên, Tể Tướng lên. Chết rồi, nếu Tể Tướng trông thấy ta thì sẽ bị bắt về cung điện mất. Mau chạy thôi. Quái lạ, sao cô ấy biến đâu mất tiêu rồi ta? Không biết có bị kẻ xấu bắt cóc không nữa. Ai da!
cháu xin lỗi, xin lỗi ông. Mong ông thông cảm, cháu bận lắm. Sao mà đổ ra tùm lum vậy? Ông lúc này cũng yếu rồi, đừng làm việc quá sức nha. Thằng con của ông nó đụng vào xe nên mới đổ ra. Thằng Aladdin đó, Aladdin lớn rồi, sao anh không tạo cho nó cái nghề mà cứ để nó suốt ngày lêu lổng chạy nhảy bên ngoài như thế này chứ? Tôi bắt nó học nghề mai mà nó có nghe đâu. Hễ rời mắt một lát á là nó trốn đi chơi liền. Tôi thật sự là hết cách và buồn quá ông mà. Tôi thấy Aladdin chơi với những đứa trẻ lang thang, nghịch ngợm, bướng bỉnh, thậm chí còn ít buổi hơn nó. E rằng nó sẽ theo bạn xấu đó. Còn hư quá à. Suốt ngày chỉ biết rong chơi, không học hành làm việc. Tại sao cha khuyên con hoài mà con không nghe? Chỉ có học tập, lao động mới có thể nên người. Nếu cha chết đi á, thì con làm gì để sống đây? Ôi thần linh ơi, ông đừng nói gỡ chứ. Rồi con nó sẽ học nghề mai của ông và trở thành một người tốt mà. Con không thích nghề may. Con chỉ muốn có một cửa hiệu buôn bán, người ra vào tấp nập, có cả thương nhân nước ngoài ra vào nhộn nhịp. Con làm gì có vốn mà để mở cửa hiệu mà có thương nhân nước ngoài ra vào. Suốt ngày mơ mộng không thực tế. Ta thực sự rất buồn cái tính bướng bỉnh của con. Ở nhà lo treo đống y phục đó lên đi, cha đi mua chỉ sợ rồi về ngay. Chuyện gì thế? Có một đoàn thương gia đến đây. Hả? Sao mày biết là thương gia? Dạ, thì nhìn họ ăn mặc đẹp, trên lưng ngược còn treo những cái túi nặng cồng kềnh. Tao muốn làm thương gia chứ không phải nhìn người ta thì trở thành thương gia được đâu. Vậy giờ anh có đi không? Đây là nhà của thằng nhóc con đó, bắt cha mẹ nó đền quần áo cho chúng ta. Người ta nói nó tên là Aladdin. Ông là cha của thằng nhóc đó hả? Nó làm rách y phục của chúng tôi, làm ngựa của chúng tôi chạy tán loạn. Tốt lắm, nhà nó là cửa hiệu may, chúng ta vào lấy để thế vào những thứ mà chúng ta bị mất. Không được, không được. Đồ là đồ của khách nhà tôi, chúng tôi sắp giao cho khách. Tôi xin các ông đừng làm như vậy mà. Ôi thần linh ơi, Aladdin, con ơi là con. Ôi tại sao đứa con trai duy nhất của tôi lại gây ra những chuyện như thế này? Tôi không thể ngờ được. Tại sao? Tại sao? Ôi thần linh ơi, ông tỉnh lại đi ông ơi. Ông ơi, chồng tôi ơi, ông chết rồi sao ông ơi? Từ sau cái chết của cha, Aladdin hối hận. Cậu càng xấu hổ hơn vì mỗi khi ra đường bị người dân trong khu chợ coi thường. Người mẹ luôn bảo vệ và che chở cho con trai nên bị ảnh hưởng không ít. Tôi bán rẻ cho chị, nhưng với đứa con làm cho cha mình chết thì tôi nhất định không bán đâu. Đúng rồi, con bất hiếu làm cho cha chết thì không đáng phải thương xót. Tôi biết kể từ khi anh Mustafa chết, chị sống rất khó khăn. Tôi sẵn sàng giúp chị, nhưng nó thì tôi không giúp. Đuổi nó ra khỏi chợ đi. Đúng rồi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi. Con tôi nó không có tội gì cả, nó cũng không muốn cha mình chết. Tôi xin mọi người, xin mọi người hãy tha thứ cho nó. Hiện giờ ta rất là buồn, My có biết không? Giờ ta chỉ còn có người thân duy nhất là mẹ và My thôi. Con đi rửa tay rồi vào ăn bánh samosa mà con thích nè. Các cô chú bác vì rất yêu mến cha con nên chỉ là một chút tức giận mới có hành động như vậy, chứ thật ra họ rất tốt. Con thay đổi, con chăm chỉ làm việc thì họ sẽ tha thứ phải không mẹ? Con ăn xong thì con sẽ đi kiếm việc làm, con sẽ nuôi mẹ.
Thưa quốc vương, thần đã tìm được công chúa và đã đưa về đây. Cung nữ, mau truyền công chúa ra đây cho ta hỏi chuyện. Chào phụ vương, chào mẫu hậu. Jasmine, con thân là công chúa, sao lại trốn khỏi hoàng cung đi chơi như vậy? Ta không muốn con đi ra ngoài như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Thưa cha mẹ, con cũng muốn tìm hiểu cuộc sống dân chúng như thế nào. Nhưng mà con thấy vui lắm, có nhiều bạn và con biết hái táo để kiếm tiền nữa. Con đã đi hái táo để có được 2 đồng sao? Cho cháu xách đồ giúp bác với. Chỉ cần cho cháu 1 ruby là được rồi. Không cần đâu, cảm ơn cháu. Cho cháu phụ kéo với bác. Chỉ cần cho cháu 1 đồng ruby là được rồi. Ôi thôi, cháu nhỏ nhắn thế này thì sức đâu mà kéo. Ủa, sao anh ngồi ở đây? Chúng ta cùng đi chơi nha. Không, kể từ bây giờ anh không chơi và không phá phách nữa. Vì những lần chơi tai hại đã làm cha của anh mất. Bây giờ anh muốn kiếm việc làm. Các em có biết nơi nào có việc làm không? À, anh đi hết con đường này. Cuối đường là 1 lò gạch. Ông chủ ở đó đang cần người á. Chú ơi, có thể cho cháu làm việc không? Chỉ cần cho cháu 1 đồng ruby là đủ rồi. Thì ta cũng cần đó. Ta tên là Fian, có nghĩa là cuộc sống có ý nghĩa đấy. Còn cậu tên gì? Cháu tên là Aladdin. Vậy thì làm việc ngay bây giờ nha. Mỗi ngày ta trả 1 ruby cho cháu. Nếu làm giỏi thì ta trả thêm 50 paisa nữa. Ta về cung điện đột ngột, không tự giả anh ấy. Nghĩ cũng có lỗi. Giờ quay lại, sao ta không thấy Aladdin, không thấy ai ra vào cả. Mà căn nhà cũng không giống như lúc trước khi ta đến vậy. Gia đình này đi đâu hết rồi vậy chú? Ông Mustafa mất rồi. Mẹ con Aladdin đi làm thuê, làm mướn suốt ngày nên không có ai ở nhà. Con cảm ơn chú. Ôi, sao có nhiều chuyện xảy ra thế này? Ta về cung thôi, chứ biết tìm Aladdin ở chỗ nào trong thị trấn này chứ. Rồi sẽ có ngày ta trở lại tìm anh ấy và con mèo. Hết xuân rồi đến đông tàn, thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Nhờ Aladdin làm việc ở lò gạch chăm chỉ, cuộc sống của 2 mẹ con khá hơn. Bây giờ Aladdin trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú, mạnh khỏe rắn chắc. Đi tới đâu thì các cô gái giỏi mắt nhìn theo. Đã 3 năm trôi qua, không biết Alisa thế nào rồi. Không biết cô ấy lúc này như thế nào đấy. Sẽ có ngày ta vào cung điện tìm Alisa thôi. Này cháu, dừng lại cho ta hỏi. Ông cần cháu giúp gì phải không ạ? Cháu rất giống một người anh của ta. Anh ấy tên là Mustafa. Dạ. Ông Mustafa chính là cha của cháu. Vậy đúng cháu rồi. Ta tên Abdraika, là em của cha cháu đây. Mau, mau đưa ta về gặp anh của ta. Cha cháu mất vào 3 năm trước rồi. Giờ cháu sống với mẹ. Ôi, anh của ta, người anh khốn khổ của ta. Giờ mẹ con cháu sống ra sao? Cháu đi làm thuê ở lò gạch. Kể từ bây giờ, mẹ con cháu sẽ có chú giúp, không sống cực khổ nữa. Nào, bây giờ cháu quay về, đưa tiền vàng này cho mẹ, bảo rằng tối nay chúng sẽ đến ăn tối. Hả? Nhưng cháu đang đi làm ở lò gạch. Thôi, cháu nghỉ đi. Kể từ bây giờ không phải làm gì nữa, chú sẽ lo hết. Mà cháu muốn làm việc gì? Ngay từ nhỏ cháu muốn có một hiệu buôn thật lớn. Những người đến giao dịch là những thương nhân của các nước. Đến bây giờ cháu vẫn nuôi mộng đó. Ôi, tưởng việc gì khó. Chú có rất nhiều tiền vàng, sẽ lo cho cháu một hiệu buôn lớn nhất đất nước này. Nhưng số vàng này vẫn chưa đủ. Mà chú còn có cả một kho báu kìa. Cháu phải đi lấy nó và đem về. Hả?
một kho báu hả chú? Mẹ ơi, con có một người chú phải không mẹ? Không con à. Cả bên cha con cũng như bên mẹ không có anh em nào cả. Hả? Sao lạ vậy? Vậy mà con vừa gặp một ông tên Abreka, xưng là em của cha. Khi con nói cha đã chết rồi, ông ấy khóc và ôm lấy con. Con à, đúng là cha con có một người em, nhưng chết đã lâu và mẹ chưa bao giờ nghe cha con nói có một người em nào khác nữa. Ông ta có lừa mình không? Mà mình có gì để lừa chứ? Ông ta đưa mình 5 đồng tiền vàng, đó là sự thật. Ông ta hứa mở cửa hiệu cho mình. Cha mất rồi, ta cũng mong có một người chú thật sự. Có lẽ ông ấy không biết nhà của chúng ta. Mẹ nhớ rõ, cha con không có người anh em nào cả. Chắc là ông ta đã nhận lầm người. Nhưng chú ấy rất cả quyết và còn đưa cho con đến 5 đồng tiền vàng lận đó. Chỉ có 5 đồng tiền vàng thì ăn nhầm gì chứ? Chú còn muốn lo cho cháu nhiều hơn nữa kìa. Em chào chị, xin thần linh che chở cho chị và cháu. Có phải chú là em của ông Mustafa nhà tôi thật không? Chứ em nhận bừa để làm gì? Chị cho em biết chỗ anh Mustafa của em thường ngồi ở đâu đi nè. Ôi, ông anh khốn khổ của tôi. Em rất đau lòng không đến được sớm hơn để mà ôm hôn anh một lần cuối. Tôi xin được ngồi đây để được nhìn như thấy anh đang ở đây. Bao lâu nay chú đi đâu mà không về đây để gặp cha của cháu? Chị và cháu yêu quý của tôi, tôi ra đi khỏi đất nước này đã 40 năm rồi. Sau khi đi hết Ấn Độ, Ba Tư, Á Rập, Syria, Ai Cập, rồi ở lại châu Phi là lâu nhất. Hả? Chú đi nhiều nước vậy sao? Em đã trở về đây cầu mong ôm hôn người anh thân yêu, nhưng không ngờ. Chú ơi đừng buồn nữa, cha của cháu sẽ rất vui khi thấy chú trở về mà. Bây giờ em sẽ thay anh trai lo cho chị và cháu. Sau thời gian dài làm việc, em có tích trữ được một kho báu. Thôi, bây giờ em sẽ dẫn cháu đi lấy. Sao chú không tự lấy mà kêu nó đi chứ? Vì không muốn cho ai biết kho báu. Em đã bích cửa hang, em thì lớn tuổi quá rồi, không thể chui vào đó được. Giờ chỉ có cháu thôi, vừa nhanh nhẹn vừa nhỏ gọn mới chui vào được thôi. Trời tối rồi mà, làm sao đi ngay bây giờ được? Không, ý em là để sáng mai mới đi. Cháu còn trẻ sao lại chậm chạp quá vậy? Đi mau, ta sẽ mua 2 con ngựa cưỡi cho nhanh. Cháu chào cô. Cho cháu hỏi anh Aladdin có ở trong nhà không? Cháu là bạn của anh ấy. À, Aladdin vừa mới đi cùng chú của nó. Hướng này nè, cháu có thể đi nhanh sẽ kịp. Cảm ơn cô. Cô tìm Aladdin nữa hả? Cái đứa nghèo khó kiếm từng đồng bạc thì tìm làm gì? Theo tôi đi chơi nè. Tránh ra cho ta đi. Ta không tránh, mà còn muốn đi chơi với cô nữa kìa. Sao lại kỳ lạ như vậy? Chú không phải người thường. Người thường hay phù thủy thì sao chứ? Cháu nên biết chuyến đi này sẽ làm cho cháu giàu hơn tất cả những ông vua trên thế giới này đó, biết chưa? Cháu an tâm đi, chú sẽ luôn là người bảo vệ cháu mà. Cánh cửa là tảng đá này sao?
kho báu gì mà có cánh cửa nhỏ như vậy chứ? Vì cháu có một thân phận hết sức đặc biệt nên ta đã vất vả để mà đi tìm cháu. Không ai trên đời này ngoài cháu được phép sờ vào tảng đá, mở ra để chui vào. Cả ta cũng không được sờ vào và xuống kho báu khi đã mở. Vậy làm sao chú chui vào để cất kho báu? Thôi, đừng có hỏi gì nữa hết. Mau vào lấy kho báu đi. Sao lạ vậy? Kho báu này là của chú kia mà. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Có xuống để mà lấy vàng bạc châu báu hay không? Được, cháu sẽ xuống. Vậy thì nghe ta căn dặn đây. Cháu đi xuống sẽ thấy ba phòng lớn liên tiếp nhau. Trong mỗi phòng đựng đầy vàng bạc và kim cương. Nhưng đừng sờ vào và không lấy bất cứ một thứ gì ở đó. Cuối gian phòng thứ ba, nó sẽ có một chiếc đèn cũ. Cháu bỏ cái chiếc đèn vào chiếc túi này, rồi quay ra đây đưa cho chú. Phía dưới có nguy hiểm gì không ta? Đây, cầm lấy chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ cháu. Không có gì đáng sợ cả. Nào, mau vào đi cháu. Không lấy vàng bạc châu báu mà chỉ lấy chiếc đèn cũ thì nghĩa là sao chứ? Có gì đó sai sai thì phải. Thôi kệ, cứ xuống dưới đã rồi ta sẽ tính. Vào nhanh đi chàng trai, rồi lấy cây đèn ra đây. Ôi, mình chưa thấy một vườn trái cây nào kỳ lạ như vậy. Quả của chúng toàn bằng đá quý lấp lánh. Rất là vô lý. Ta thực sự nghi ngờ. Nhưng những quả lấp lánh này cũng rất đẹp. Đem về chơi cũng được. Thôi mặc kệ, ta cứ lấy đựng cho đầy túi thì thôi. Mình bỏ cái đèn vào trước. Làm sao lấy ra đưa ông ấy được? Cần phải ra khỏi đây mới đưa được chứ. Cái đèn đang trong vườn cháu. Cứu kéo cháu lên đi. Thang sắp sập rồi. Hãy cho đường ta. Đưa cây đèn cho ta mau. Xin chú phải kéo cháu lên. Khốn kiếp. Nhà ngươi lập hết cái đèn của ta. Hãy ở đó cứu chân đi. Mẹ ơi, con đói, con sắp chết rồi. Khi con mất lòng tin thì con hãy cầu nguyện. Châu báu, vàng ngọc quý thật, nhưng đói thì cũng chẳng ăn được. Giờ ta còn giữ nó làm gì chứ? Thưa ngài, tôi là thần nhẫn, tên là Tu Lu, là nô lệ của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài đây? Thần nhẫn, tôi muốn về nhà. Hãy cứu tôi ra khỏi đây. Xin tuân lệnh chủ nhân. Trời ơi, con đi những đâu mà mãi đến hôm nay mới chịu về. Mẹ đã đi tìm con khắp nơi. Mẹ ơi, con tưởng rằng không thể trở về với mẹ được nữa. Ôi thần linh ơi, con đi với chú Abraka ra sao mà bây giờ lại ra như thế này? Mẹ ơi, trước hết cho con ăn cái gì đi. Đã ba ngày nay con không được ăn tí gì hết. Con trai, con ăn chapati đi.
Nè, đừng có ăn vội, ăn từng ít một, rồi sau hãy ăn tùy thích. Chúng ta đều nghĩ Abraika là chú của con, nhưng thật ra hắn chỉ là một kẻ độc ác lừa dối. Ông ta tốt với con để đạt được mục đích của ông ấy thôi. Mục đích gì vậy? Cả mẹ và con đều không biết gì nguyên nhân gì. Mẹ sẽ hiểu ra khi nghe con kể lại cặn kẽ sự việc xảy ra từ khi con đi với hắn cho đến khi hắn thực hiện ý đồ. Ông ta chính là phù thủy đó mẹ. Rồi ai đã giúp cho con thoát khỏi nơi đó? Trong chiếc nhẫn này có một vị thần, và chính ông ấy đã đưa con về nhà đó mẹ. Thì ra Abraika là phù thủy. Nhờ thần linh con thoát được cái chết, do đó việc làm của hắn không thực hiện được. Thôi bây giờ con đi ngủ đi. Mẹ có một số sợi vải phải đưa đi bán, rồi mẹ sẽ mua bánh và thức ăn về, chúng ta sẽ cùng ăn tối. Mẹ ơi, hãy để dành sợi vải vào lúc khác. Chiếc đèn đem về con sẽ đem đi bán, lấy tiền mua thức ăn tối, và có lẽ sẽ đủ cho cả bữa khuya nữa đó. Nhưng mẹ trông nó bẩn lắm, lau chùi sạch sẽ chắc sẽ có giá hơn. Thưa chủ nhân, tôi tên là Jenny, là nô lệ của ngài. Vì ngài có chiếc đèn, xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Mong ước của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Ta đói, ông hãy đem thức ăn đến cho ta. Ôi, là món tha ly. Món này mẹ và cha con đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ được ăn. Xin cảm ơn thần linh đã ban cho chúng con bữa ăn ngon. Con mời cha về ăn. Xin cha chứng kiến đứa con trai ngỗ nghịch nay đã trưởng thành. Con xin hứa sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo. Chào ông Bách Ru, ông có muốn mua đĩa bạc không? Đĩa như thế nào? Bạc tinh khiết hay là bạc tạp chất? Loại bạc này thường thôi, nhưng cậu muốn bán giá bao nhiêu? Cháu không biết, mà ông muốn mua bao nhiêu? Cậu có bao nhiêu cái đĩa như vậy? Cháu có 12 cái đĩa, 1 cái khay và 2 cái ly. Nó không biết giá trị của đồ bạc này. Ta sẽ mua rẻ để kiếm lãi thật nhiều. Bộ đồ này cũng không tốt cho lắm, nhưng ta cũng mua cho cháu 1 cái đĩa giá 1 đồng, cái khay giá 2 đồng và 2 ly bạc cùng giá 2 đồng. Tổng cộng là 16 đồng vàng. Cháu đồng ý không? Còn không á thì đem chỗ khác mà bán. Này cháu, dừng lại cho ta hỏi chuyện một chút. Lần trước ta thấy cháu đi qua đây cầm cái bao gì đó, đến gặp ông Batru và trở về không cầm nữa. Ta nghĩ là cháu bán đồ cho ông ta. Dạ đúng rồi, nhưng có sao không ạ? Có lẽ cháu không biết, đó là một tay lừa bịp, thậm chí là mánh khóe hơn những người khác. Và những ai biết rõ thì không mua bán với ông ta. Hả? Ta nói thật đó, cháu đưa ta xem, ta sẽ trả đúng giá nếu phù hợp với ta. Còn không thì ta sẽ giới thiệu với những nhà buôn khác, không lừa cháu đâu. Ồ, đẹp quá. Đây chính là bạc tinh khiết đó cháu à. Ông ta trả cho cháu bao nhiêu tiền cái đĩa này vậy? Dạ, 1 đồng tiền vàng ạ. Ôi thần linh ơi, ta cho cháu biết, đây là loại bạc tốt nhất, thường có ở hoàng cung. Cháu sẽ biết rõ ông kia lừa cháu đến mức nào. Đây là bạc tinh khiết không pha trộn. Nó có giá 72 đồng tiền vàng cho cái đĩa này đó. Hả? Ta mua của cháu là 1.240 đồng tiền vàng, đúng giá trị thật của nó, chứ không cho cháu thêm đâu. Nào, hãy cầm lấy tiền đi. Khi nào có bạc thế này nữa thì đến bán cho ta nha. Mẹ cất giữ tiền này rồi mua cho mẹ vài chiếc áo. Chỉ còn thấy áo mẹ cũ lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không? Mẹ lo lắng quá. Chúng ta là người thường, không nên liên quan đến thần. Mẹ nghĩ con nên đem cho hoặc bán luôn cả chiếc nhẫn lẫn cây đèn đi con.
con tính không bán nó như đã dự định. Chiếc đèn sẽ rất có ích cho mẹ con chúng ta. Mẹ không thấy nó rất có ích hay sao? Có, nhưng chúng ta không thể ngồi để hưởng thụ. Con sẽ sinh ra lười biếng. Đó là việc không tốt đâu con. Chiếc đèn thực sự quý giá. Đó không chỉ là chiếc đèn, mà còn có ông thần đèn giúp chúng ta lúc đói kém. Còn chiếc nhẫn, nhờ nó mới có thần nhẫn cứu con ra khỏi hang tối. Đó không chỉ là chiếc nhẫn, mà còn là người ơn của con. Mẹ an tâm, con bây giờ đã khác trước. Con không lười lao động. Con sẽ làm việc để tạo dựng sự nghiệp cho mình. Con đã biết nghĩ như vậy thì con hãy làm những điều con cho là có ích. Nhưng chúng ta không nên lợi dụng các vị thần. Số tiền này không được quan phí, mà phải tiếp tục sống đạm bạc như trước, lao động để có cái ăn. Chào ông Tempty. Hôm nay tôi đưa hai người bạn đến đây mua trang sức trong tiệm của ông đây. Chào ông Carbot. Xin thần linh ban cho ông nhiều sức khỏe. Tôi rất hoan nghênh các vị đến đây mua sắm. Những quả trái cây nhiều màu hái trong hang động mà ta lầm tưởng chỉ là thủy tinh màu hơn rất nhiều những viên đá ở đây. Nó là những viên đá quý rất cao giá, sẽ đưa ta đến một số phận cao sang hơn. Ồ, hôm nay là lễ Diwali, ta phải về nhà ăn mừng cùng với mẹ. Người dân nghe đây, quốc vương Sanawa ra lệnh người dân trong kinh thành đóng cửa nhà hàng quán để công chúa Jasmine tắm nước thiêng từ sông Yamuna cho đến khi trở về. Ai không tuân lệnh thì bị xử tội. Công chúa Jasmine sao? Từ 3 năm nay ta không gặp lại Alisa. Ta nhớ cô ấy quá. Không biết là cô ấy có theo hầu công chúa tắm không đây. Ta sẽ tìm cách gặp lại cô ấy. Làm sao để tìm ra Alisa đây? Công chúa đi tắm thì phải có cung nữ theo hầu. Ta có thể sẽ gặp được Alisa thôi. Thưa ngài, tôi là thần nhẫn, tên là Tulu, là nô lệ của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài đây? Ông giúp được ta sao? E là khó lắm. Khó cũng phải làm, vì ngài là chủ nhân của tôi. Thôi, ông đừng có xưng hô nô lệ chủ nhân gì hết. Chúng ta là bạn với nhau có được không? Được, nếu ngài muốn, tôi sẽ tuân lệnh của ngài. Nào, bây giờ hãy nói bạn muốn gì đi. Ta muốn trông thấy mặt công chúa Jasmine. Tôi sẽ biến bạn thành con ruồi bám vào người tôi. Không được. Ông to lớn như vậy, nàng ấy mà trông thấy chắc chết ngất đó. Tôi không để cô ấy trông thấy, mà tôi ẩn thân. Vậy hả? Vậy thì được nha. Vậy là không có Alisa đi theo công chúa rồi. Alisa! Đúng là Alisa rồi. Nàng ấy có đẹp hơn trước, nhưng vẫn là khuôn mặt đó. Thật không ngờ Alisa chính là công chúa Jasmine. Ta muốn nói chuyện với nàng ấy, nhưng giờ với hình thù như vậy, chắc chắn là nàng ấy chết ngất. Nè Aladdin, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Sao lúc này tôi thấy cậu sang trọng giàu có quá ha?
Cũng thường thôi mà. Nè, tôi có chuyện muốn nói với cậu đó. Tôi bây giờ không muốn chơi bời lêu lỏng nữa. Cậu tìm người khác chơi đi. Cậu chơi với bọn chúng nó kìa. Không, tôi muốn nói với cậu và cô bạn của cậu kìa. Cô bạn nào? Thì cô bạn của cậu không phải là người tầm thường đâu. Là Alisa đó. Là Alisa hả? Ừ. Cô ấy đến đây sao? Đến trước nhà và nói chuyện với mẹ cậu. Hả? Cô ấy không phải người tầm thường đâu đó. Có một cô gái đến để tìm con phải không mẹ? Cô gái đó rất xinh đẹp phải không mẹ? Đúng là có một cô gái đến tìm con. Con ăn tối bánh samosa mà con thích nè. Con bệnh hả? Hay có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe đi. Dù cho ta có vẻ bao nhiêu đi nữa cũng không giống với sắc đẹp của nàng. Cô gái này là ai? Con quen với cô ấy hả? Mẹ ơi, con im lặng mãi là mẹ phiền lòng. Con biết. Con nói để mẹ rõ, con không đau ốm gì cả. Mẹ hiểu căn bệnh của con rồi. Mẹ ơi, con không hiểu tại sao hình ảnh, khuôn mặt của cô ấy luôn xuất hiện trong tâm trí con, không phai đi được. Con bị gì vậy mẹ? Đó chính là hành động con nhớ thương cô gái đó. Ôi, con trai của mẹ nay đã lớn rồi, biết nhớ nhung người khác phái. Đó chính là tình yêu đó con. Tình yêu sao? Ừ, đúng vậy. Con cũng gần 20 tuổi rồi. Nếu thích cô gái này thì mẹ sẽ đến gặp cô gái ấy giúp con. Mà cô gái đó là ai? Hiện đang ở đâu? Người đó đã tới gặp mẹ. Cô ấy là công chúa Jasmine, con của quốc vương Sanawa. Ôi thần linh ơi, là công chúa sao? Con sẽ được hạnh phúc khi lấy được công chúa Jasmine, nên con quyết định phải xin hỏi cưới nàng làm vợ. Hả? Sao chứ? Con muốn mẹ đi hỏi cưới công chúa cho con hả? Không, chuyện đó hoang đường quá. Gia cảnh nhà ta rất nghèo. Con mất trí rồi sao con? Mẹ ơi, con không mất trí đâu. Ít nhất nếu đến gặp vua, mẹ cũng phải có xính lễ ra mắt người. Làm sao mẹ dám mở miệng khi người... Xính lễ? Mẹ không nhớ những vật con mang về từ hang sâu sao? Lúc đầu con tưởng đó là những quả thủy tinh màu, nhưng thật ra đó chính là những viên đá quý vô giá đó. Làm sao con biết đó chính là đá quý? Tất cả những viên con thấy trong các cửa hàng đá quý trên kinh thành không thể so sánh gì độ lớn, màu sắc đẹp so với những viên đá chúng ta có. Với những viên đá này, con chắc chắn chúng sẽ là món quà nhà vua rất hài lòng. Thưa mẹ, con nghĩ đây là một món quà sẽ làm cho mẹ được đón tiếp nồng hậu. Thôi được rồi. Ngày mai mẹ sẽ thỉnh cầu vua như con mong đợi. Nhưng mà mẹ nghĩ chắc chắn nhà vua sẽ cười nhạo rồi sẽ đuổi mẹ đi. Nhưng đến lúc đó, con biết thân biết phận mà không mơ đến việc cưới hỏi công chúa nữa. Mọi người xếp hàng đi vào cho có trật tự. Ai kiện cáo gì thì tâu rõ cho quốc vương biết. Mình không biết phép tắc ở trong cung điện như thế nào khi hành lễ với vua, lại không có kiện cáo gì cả, mà chỉ là đi cầu hôn thôi. Nếu vua nổi giận thì không biết xử trí làm sao đây nữa. Thôi, để cho những người phía sau lên trước, để mình còn bắt chước theo họ.
Dạ kính thưa quốc vương, thần là Manru, nuôi dê bán lấy sữa. Cạnh nhà thần có gia đình ông Bathara, cũng nuôi dê lấy sữa. Ông ta vì cạnh tranh kinh doanh nên âm thầm đầu độc chết hai con dê của thần. Kính xin đức vua xét xử cho thần. Người nuôi tất cả mấy con dê? Dạ thần nuôi tất cả 20 con. Vậy thì ngươi hãy coi lại thức ăn của dê, hoặc coi nó có bị bệnh gì không. Chứ nếu bị đầu độc thì chết hết cả đàn dê của ngươi rồi. Đừng nghi ngờ sai quấy mà mất tình nghĩa hàng xóm với nhau. Ngươi hiểu rõ lời của ta không? Dạ tâu dân, thần đã hiểu. Xin cảm ơn đức vua. Cầu thần A-la ban cho ngài nhiều sức khỏe. Nè, người phụ nữ kia, bà có việc gì thì mau trình bày với quốc vương, còn không thì về đi. Ta cho phép bà đứng lên và nói những gì bà cần phải nói. Bà phải trình bày cho vua nghe việc quan trọng, chứ không giải bày những việc linh tinh. Như việc người ta bán bột xấu cho bà, hoặc việc gì tương tự thì không được đâu. Dạ, thưa đức vua, thần muốn... thần muốn nói... Này người đàn bà phúc hậu, ta thấy bà đứng ở đây từ đầu đến cuối buổi xét xử. Có việc gì mà bà phải tới đây vậy? Dạ thưa đức vua, trước khi trình bày với ngài vấn đề khác thường, thậm chí là không tin được. Bà cứ an tâm mà nói đi, đừng sợ hãi gì cả. Thưa đức vua, thần dám xin ngài đồng ý tha thứ, gia ân cho thần nếu thấy lời thỉnh cầu của thần khiến đức vua ngài không vừa lòng. Được rồi, dù sự việc ra sao, ngay từ bây giờ ta tha thứ cho bà, không có điều gì làm hại đến bà đâu. Nào, hãy mạnh dạn nói đi. Tâu đức vua, con của thần tên là Aladdin. Nó tình cờ trông thấy công chúa nên đã phải lòng công chúa. Giờ nó không ăn không ngủ mà tương tư công chúa. Aladdin say mê công chúa đến mức muốn cầu hôn công chúa. Bà là một thường dân mà dám tới đây cầu thân với công chúa. Xin hỏi bà hay con trai bà có bản lĩnh gì không? Con trai của bà say mê công chúa đến như vậy sao? Nhưng công chúa con của ta sống trong sang giàu, đến nhà của bà để ở, nó làm sao chịu đựng nổi? Muốn cầu thân thì ít ra bà phải có của cải dâng lên, để cho thấy cuộc sống của công chúa không đói nghèo chứ. Dạ, cuối xin đức vua thứ tội, mẹ con thần dân chỉ có món quà mọn này, xin được dâng lên để làm sính lễ ra mắt. Có thì bà dâng lên cho quốc vương xem có xứng đáng không. Mấy cái thứ trong túi vải này không biết có phải là châu báu hay không, hay chỉ là những hạt thủy tinh đủ màu sắc đây. Trời ơi, ta đưa ra nếu đúng là châu báu thật thì tốt, còn không thì cả hai mẹ con cùng chết vì dám dối gạt vua. Thôi thì đã đến đây và cũng nói ra rồi thì phải liều thôi. Ôi thần linh ơi, khanh coi các viên kim cương màu này nè, nó không bọt, tinh khiết hoàn mỹ đến mức không có bất cứ tạp chất và tì vết nào cả. Ta thật không ngờ những viên đá thủy tinh này lại làm cho đức vua hài lòng đến như vậy. Xem ra con trai ta có hy vọng cưới được công chúa rồi. Thế nào tể tướng, ngài nghĩ sao về món quà như vậy? Công nhận là không có gì hoàn hảo hơn nữa, nó thật xứng đáng với công chúa. Được, hôm nay ta nhận lễ vật cầu hôn của Aladdin, con trai của bà. Thưa bệ hạ, không thể phủ nhận món quà thật xứng đáng với công chúa.
Nhưng thần khẩn cầu bệ hạ lùi lại 3 tháng rồi sẽ quyết định. Tại sao phải lùi đến 3 tháng? Thần hy vọng trong thời gian đó, con trai của thần mà bệ hạ đã có lòng từ trước sẽ có cái gì đáng giá hơn món quà của Aladdin mà ngài chưa từng biết mặt. Ta không nghĩ con trai của Khanh có được lễ vật cầu hôn quý giá như những châu báu này đâu. Nhưng thôi được, ta luôn tôn trọng nhà Khanh vì con trai Khanh có hôn ước trước. Được rồi, bà về nhà nói với con trai của bà là ta vui lòng với đề nghị của cậu ấy. Nhưng ta không thể gả con gái mà không làm sẵn cho nó một tòa lâu đài trong 3 tháng nữa. Vậy bà sẽ trở lại đây sau 3 tháng đó có được không? 3 tháng này cũng sẽ đủ để ta tìm hiểu thêm về Aladdin, coi hắn ta có xứng đáng để làm chồng của con gái ta hay không. Nhà vua đã bằng lòng rồi phải không mẹ? Mẹ cũng còn hơi lo. Không sao đâu mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ đã vì con mà phải vào gặp vua Sanawa và có được kết quả tốt đẹp. Chào ông. Hôm nay là lễ hội gì? Sao mọi nhà tổ chức rộn rịp quá vậy? Thần linh ơi, bà ở đâu ra vậy? Không biết đêm nay con trai quan tể tướng cưới công chúa Jasmine sao? Con ơi, việc của con đã hỏng rồi. Nhà vua hẹn chúng ta 3 tháng mà giờ này mới có 2 tháng thì ngài đã đi gả công chúa cho người khác. Thưa mẹ, con trai tể tướng sẽ không thể kết hôn với công chúa. Không thể như vậy được đâu. Nhà vua đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Thôi, chúng ta mau về nhà. Nhờ ơn thần linh che chở, ta và phụ vương chúc con luôn hạnh phúc. Con có vui trong ngày cưới của con không? Sao ta thấy con lại có vẻ u buồn quá vậy? Thưa phụ vương và mẫu hậu, cha mẹ ban hôn thì con chịu. Nhưng sao cảm thấy trong lòng con không được vui? Con không muốn cuộc hôn nhân này. Sao lạ vậy? Con trai của tể tướng khôi ngô tuấn tú, chứ nào phải xấu xí gì. Sao con lại không chịu? Vì con vẫn chưa muốn kết hôn. Ta đã hứa gả con lâu rồi. Gia Pha là cận thần bao năm nay trung thành với ta. Nhưng sao lại là phải con trai của tể tướng? Con cũng có thể kết hôn với người thường dân con yêu mà thưa cha. Công chúa không muốn cuộc hôn nhân này. Chúng ta không thể ép con. Nàng không biết việc này. Bấy lâu nay ta vì quá tin tưởng ông ấy nên không đề phòng. Bây giờ quyền hành của tể tướng Gia Pha rất lớn, ta đang chịu sức ép từ phía của ông ấy. Thần nhẫn Tu Lu đã giúp ta thay mặt công chúa. Bây giờ ta nhờ thần ấy giúp đỡ. Nhưng tôi là nô lệ của ngài, xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Vua Sanawa đã hứa gả công chúa cho ta và hẹn trong 3 tháng. Thay vì giữ lời hứa, ông ta lại làm lễ thành hôn công chúa với người khác. Vua làm như thế là không được. Bây giờ ngài tính sao? Con trai quan tể tướng sẽ cưới công chúa Jasmine trong hôm nay. Ta không thể nào chịu được. Ta yêu công chúa. Ông có cách nào giúp ta không? Thì dễ mà, tôi đi bắt công chúa đem đến đây. Không không, ông làm như vậy thì làm sao tránh cho ta khỏi tội chứ? Nhà vua thất hứa làm cho chủ nhân buồn. Tôi đi bắt ông ta đem đến đây cho ngài hối tội, có được không? Ôi thần linh ơi, bắt ông ta đem đến đây thì hai mẹ con ta bắt tội chết sao? À, ta đã có cách rồi. Công chúa đừng buồn nữa. Cô đang nghĩ đến chàng trai đó sao? Mà cô cũng không gặp chàng ấy từ lâu rồi mà. Không phải, ta không thích con trai của Gia Pha. Hắn ta rất kiêu ngạo và hách dịch như là cha của mình vậy. Công chúa Jasmine, hôm nay là ngày thành hôn của ta và nàng. Nàng đã sẵn sàng chứ? Cả hai làm cho chủ nhân của ta buồn,
Hôm nay ta không tha cho hai ngươi đâu. Thần linh ơi, quỷ, quỷ, cứu ta với. Ngươi dám nói ta là quỷ hả? Ta là thần, ngươi nghe rõ chưa? Ông là ai? Tại sao lại bắt ta? Ta là thần nhẫn, có tên là Tulu. Sao ta không tìm thấy cửa hả? Hay là đâu? Có ai không? Cứu ta với! Ông định làm gì ta? Công chúa tôn kính, nàng đừng sợ. Nàng có nhận ra ta không? Chàng là ai? Có phải là Aladdin không? Alisa? Không, nàng là công chúa Jasmine. Chúng ta đã không gặp nhau 4 năm rồi. Lần đó ta ra đi mà không lời từ biệt, nên quay trở lại 2 lần để tìm chàng. Nhưng sao bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này? Tại sao ta buộc phải làm như thế này? Không phải để xúc phạm nàng, mà để ngăn cản cuộc hôn nhân bất công, trái với lời hứa mà quốc dương từng chấp nhận ta. Vì sao chàng nói phụ dương của ta thất hứa với chàng? 2 tháng trước, mẹ của ta đã đem lễ vật đến cầu hôn nàng. Quốc dương rất thích thú vì số châu báu đó, nên chấp nhận lời cầu hôn. Nhưng ngài đã thay đổi, lại gả nàng cho con trai tể tướng. Nàng nghĩ xem, quốc dương làm như vậy là trái với đạo lý của một quân dương. Ồ, có chuyện đó hay sao? Nếu ta biết thì ta không chấp nhận hôn lễ này. Nhưng cha của ta cũng có nỗi khổ, chỉ vì Gia Pha nắm hết quyền hành, ông ta ép buộc phụ dương phải theo ý của ông ấy. Thì ra là vậy. Ta đã trách lầm quốc dương và cả nàng rồi. Nếu ta cưới được nàng thì ta sẽ không để ông ta lộng hành như vậy nữa. Chúng ta cần phải làm sao để chính con trai của Gia Pha từ hôn thì ông ấy mới không làm khó phụ dương đây. Phải, nàng nói rất đúng. Con mèo nó sao rồi? Chàng còn nuôi nó không? Nuôi nó lớn rồi nó đi theo vợ luôn rồi. Ta kiếm hoài không biết nó đi đâu nữa. Khi nàng trông thấy thần Tulu, nàng có hoảng sợ không? Ta rất sợ. Nhưng mà ông ấy là ai? Ông ấy là chiếc nhẫn thần này. Ta sẽ kể rõ cho nàng nghe sau. Bây giờ ta cũng sẽ nhờ thần nhẫn làm cho anh ta hoảng sợ để từng hôn. Thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của ngài. Xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh của tôi. Ta có việc này cần nhờ ông giúp, vì ta không tiện ra mặt. Ông làm sao cho chàng trai nằm ở kia từ chối hôn ước với công chúa Jasmine, sau đó ông đưa mọi thứ trở về chỗ cũ. Chuyện này rất là dễ đối với tôi. Thần linh ơi, quỷ, quỷ, cứu ta với. Ôi, ông thần ông quỷ gì đó, làm ơn tha cho ta đi. Ngươi phải từ bỏ công chúa này, nếu không thì ta đưa đến đây mỗi ngày để giật đó, hãy nhớ đó. Ôi, thần linh ơi, công chúa, con sao vậy? Tại sao con trai tể tướng lại nằm kia? Jasmine, con nói cho ta nghe, tại sao lại như vậy? Có phải 2 tháng trước, cha đã nhận sính lễ của mẹ Aladdin không? Đúng là như vậy, nhưng con phải hiểu cho ta. Tể tướng nhất mực trung thành, ông ta có công với vương quốc này, nên ta đành phải chiều theo ý ông ấy mà thôi. Chính vì vậy mà cha đã đánh đổi hạnh phúc của con gái mình sao? Cha có biết con và Aladdin đã quen biết nhau từ 4 năm trước rồi không? Hai người nói gì mà thiếp không hiểu gì cả. Nhưng sao con trai tể tướng lại nằm ở đó? Đêm hôm qua... Lính đâu? Đánh thức con trai tể tướng dậy cho ta.
Xin cha mẹ đừng gả con cho con trai của tể tướng. Con không ưng anh ta. Hãy đưa anh ta ra khỏi đây ngay. Thưa quốc vương và hoàng hậu, thần không muốn kết hôn với công chúa nữa. Mẹ ơi, đã đến lúc mẹ vào cung hỏi đức vua về lời hứa với chúng ta được rồi đó mẹ. À, sáng nay ra chợ, mẹ không hiểu con làm cách gì mà lễ cưới của công chúa bị hủy bỏ. Thôi được rồi, chuyện này là hệ trọng, mẹ sẽ đi ngay. Mẹ ơi, nếu nhà vua hỏi mẹ sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào, mẹ cứ nói rằng lễ cưới sẽ long trọng và linh đình. Nhà vua đòi hỏi cái gì, con cũng sẽ thực hiện. Ôi thần linh ơi, nhà mình như thế này mà nhà vua đòi cái gì con cũng thực hiện được sao? Mẹ biết không, việc công chúa quỷ hôn cũng chính nhờ đến thần nhẫn đó mẹ. Con còn có thần đèn nữa, các ông ấy sẽ giúp con thôi. Tể tướng, ta đã thất hứa với người dân nên cảm thấy rất có lỗi. Gọi bãi lại đây, ta sẽ nghe lời tấu của ông sao? Dạ, thưa quốc vương, thần lại xin tiếp kiến ngài để nhân danh Aladdin con trai thần. Lời thỉnh cầu mà ngài đã hứa, xin ngài nhớ lại cho. Được rồi, nhưng ta muốn biết bà sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào đây? Thần sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng và linh đình. Ngài có yêu cầu gì thì thần cũng có thể làm được. Bà phải đợi ta xây cho công chúa một tòa lâu đài ngay phía trước cung điện này, rồi mới tổ chức lễ cưới. Ta không muốn gả công chúa đi xa. Lúc trước nhà vua cũng hẹn lại rồi thay đổi. Bây giờ ta không thể để cho ông ta hẹn nữa. Biết đâu sẽ thay đổi lần nữa sao? Thưa đức vua, việc xây lâu đài xin hãy để mẹ con thần lo. Ngài có đồng ý không? Bà và Aladdin tự lo được sao? Thưa quốc vương, thần thấy có một cách nhất định là khéo léo tránh được cuộc hôn nhân không tương xứng mà Aladdin không phàn nàn được. Cách nào? Ông mau nói ngay đi. Ngài hãy đòi xính lễ cầu hôn công chúa lớn tới mức anh ta không dám nghĩ tới. Ông không thấy là mẹ của Aladdin đã đem đến một số châu báu quý hiếm sao? Thì xính lễ đâu có làm khó họ chứ. Ta sẽ cho gọi công chúa đến để biết ý kiến của con gái ta. Lính đâu? Mau mời công chúa Jasmine đến đây. Dạ. Cho dù gia sản của Aladdin giàu có tới mức nào cũng không dương tới được. Đây là cách làm anh ta phải từ bỏ cái tham vọng lấy được công chúa cao quý. Có một gia đình thường dân, cậu ấy tên Aladdin, đã đem đến đây một số ít châu báu để hỏi cưới công chúa Jasmine. Ta muốn nghe ý kiến của con. Đây là mẹ của Aladdin. Không ngờ chàng ấy lại đến nhanh như vậy. Thưa cha, con đồng ý kết hôn với Aladdin. Các vị vua phải giữ lời hứa. Ta sẵn sàng giữ lời của mình, cho phép Aladdin được kết hôn với công chúa Jasmine. Nhưng ta không thể gả chồng cho công chúa mà không biết công chúa có sống sung sướng hay không. Bà về nói với con trai là ta sẽ thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, xính lễ là phải đưa đến cho ta 40 cái chậu bằng vàng lớn đựng đầy những châu báu mà bà đã dâng lên cho ta. Phải có thêm 40 người hầu cận nữa thì đủ những điều kiện để ta gả công chúa. Bà về đi, ta chờ Aladdin trả lời cho ta biết. Ôi, thần linh ơi, con trai con nó tìm đâu ra 40 chậu vàng và số lượng thủy tinh màu nhiều đến mức đầy các chậu đó, và tìm ở đâu được những nô lệ như vua đòi hỏi? Khó khăn lắm rồi con trai ơi. À, mẹ làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không mẹ? Aladdin, mẹ khuyên con không nên nghĩ đến việc cưới công chúa Jasmine nữa. Nhà vua tiếp mẹ rất tử tế, và mẹ nghĩ ngài có ưu ái đến con. Nhà vua yêu cầu như thế nào?
Mẹ cứ nói cho con biết đi. Vì muốn giữ danh dự nên mẹ có nói là việc xây lâu đài cho công chúa ở thì do mẹ con mình lo. Mẹ cũng không hiểu sao lúc đó mẹ lại nói như vậy được nữa. Ơi thần linh ơi. Mẹ nói đúng mà, không sao đâu mẹ. Con muốn biết là sau khi nghe mẹ nói thì nhà vua nói gì thôi. Nhà vua yêu cầu xính lễ phải có 40 cái chậu bằng vàng lớn, đựng đầy những loại mà mẹ đã dâng lên cho vua. Còn có 40 người hầu đội chậu vàng dẫn đường, tất cả ăn mặc phải thật đẹp. Thôi con đừng nghĩ đến việc cưới con gái nhà vua nữa. Người ta coi thường mình lắm rồi con ơi. Mẹ an tâm đi và đừng khóc nữa. Con sẽ không cho phép ai coi thường mẹ con chúng ta đâu. Con ơi, nhà vua chờ con trả lời. Nhưng chúng ta chắc ngài sẽ đợi lâu lắm đó. Không lâu như mẹ nghĩ đâu. Và đức vua đã lầm khi nghĩ rằng con không dám nghĩ đến công chúa Jasmine nữa sao? Con hài lòng vì những điều nhà vua đòi hỏi ít hơn so với những gì con có thể làm. Giờ mẹ cần nghỉ ngơi vì đường xa khá vất vả. Thưa chủ nhân, tôi là Jenny, nô lệ của ngài. Xin ngài cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Ta cần ông giúp một tòa lâu đài thật đẹp nằm đối diện cung điện vua Sanawa. Và ông trở lại hang động nơi cất giữ cây đèn của ông, hái hết những quả quý trên cành rồi đem đến đây cho ta. Xin tuân lệnh chủ nhân. Thưa chủ nhân, tôi là Tu Lu, nô lệ của ngài. Xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh của tôi. Ông cố gắng tìm cho ta 40 cái chậu bằng vàng, 40 người hầu, tất cả đều mặc lễ phục đẹp, có được không? Tất cả điều này đều nằm trong quyền phép của tôi. Và chủ nhân cho tôi hỏi, có phải là lễ cưới của ngài không? Ừ, đúng vậy, đây là lễ cưới của ta. Như vậy là việc làm của ta đã mang lại kết quả tốt rồi. Chúc mừng chủ nhân, ta phải kiếm các nô lệ thật đẹp, chọn cho ngài và mẹ của ngài những bộ lễ phục đẹp nhất, như là ta mừng lễ cưới của ngài. Có phải đó là Aladdin không? Sao hôm nay cậu ấy trở nên giàu có đến vậy? Aladdin cưới ai vậy? Thần linh ơi, xin lễ mọi ngọc ngà châu báu. Một đám cưới khác thường chưa từng thấy. Mọi người xem nào, y phục của những người nô lệ cũng mặc vải đắt tiền và dắt đầy đá quý. Lần này ta không ép gả con nữa, ta để con chọn phò mã. Con đã suy nghĩ kỹ chưa khi chấp nhận lấy một người không tương xứng với địa vị công chúa của con? Ta nghe nói mẹ của Aladdin đến cầu hôn, mà hoàn cảnh của họ thật sự không khá giả gì. Thì liệu con sống với họ có được hạnh phúc không? Thưa phụ vương và mẫu hậu, con chọn và đồng ý kết hôn với Aladdin từ 4 năm trước rồi. Nay chàng có nghèo hay không tương xứng, con cũng chấp nhận. Con nói sao? Con đã quen với Aladdin từ 4 năm trước rồi à? Phụ vương không nhớ lúc con 15 tuổi, rồi cung điện đi chơi. Và con đã gặp anh Aladdin. Chúng con đã vui chơi và làm việc kiếm được 2 đồng tiền. Thì ra là cậu bé mà con đã gặp lần đó. Tâu quốc vương, trước cung điện có một tòa lâu đài to lớn vắt vàng, không biết đã xây cất từ lúc nào. Thần đến hỏi thì nô lệ trong đó nói là của ông chủ Aladdin ạ. Vua Sanawa cùng hoàng hậu và những người lính gác cung điện rất kinh ngạc khi nhìn thấy khu đất trống trước đây có một tòa lâu đài với tường bao quanh, và từ phía ấy một tấm thảm nhung trải đến tận cửa cung điện. Họ nghe nói tòa lâu đài tráng lệ là của Aladdin. Tin tức về một kỳ quan kỳ lạ chẳng mấy chốc lan khắp cung điện. Đại tướng Jaffa đến tận cổng cung điện cũng ngạc nhiên không kém những người khác. Thưa quốc vương, tại sao Aladdin xây dựng tòa lâu đài nhanh như vậy? Thần nghĩ người này là một lão phù thủy, mong ngài đừng bị lão ta mê hoặc. Jaffa, sao lại nghĩ là một phù thủy? Ông cũng biết rõ Aladdin được ta cho phép xây cất lâu đài để công chúa con gái ta ở mà. Thưa quốc vương, nhưng thần cảm thấy... Sau những châu báu mà chúng ta đã thấy, Aladdin muốn làm cho chúng ta ngạc nhiên và cho thấy với tiền của quá nhiều trong tay,
người ta có thể làm nên phép lạ. Tâu Quốc Dương, Aladdin và mẹ của anh ta đem xính lễ đã tới trước cửa cung điện. Anh ta đã đến đây thật sao? Lạ gì mà đem theo xính lễ gì? Ngươi hãy nói rõ cho Quốc Dương biết ngay. Thưa Quốc Dương, thưa tể tướng, thật không thể nào nói rõ hết được. Có 40 nô lệ, loại 40 cái chậu bằng vàng đựng đầy châu báu. Còn cái gì nữa? Mau nói cho ta nghe. Những nô lệ mặc lễ phục tơ lụa rất đắt tiền. Chiếc đai cũng đính đầy những viên đá quý. Còn Aladdin và mẹ của anh ta cũng ăn mặc như vua. Hỗn láo! Anh ta ăn mặc gì mà ngươi dám so sánh với Quốc Dương? Mau lui ra ngay! Ngươi mau ra mời họ vào điện ý kiến ta. Tuân lệnh Quốc Dương. Thưa Quốc Dương, Aladdin con trai thần biết món quà tặng này còn kém xa những gì công chúa Jasmine đáng được hưởng. Dù sao, với các xính lễ này nó cũng hy vọng bệ hạ vui lòng và làm vừa lòng công chúa. Bà là người phụ nữ nhân hậu, là mẹ của Aladdin đó có phải không? Còn phò mã của ta đâu rồi? Tâu dân, con trai của thần còn đang đứng bên ngoài chờ ngài cho tiếp kiến. Mau mời vào, mời vào. Công chúa, công chúa, mau cùng em đi xem phò mã. Aladdin mập hay ốm, già hay trẻ, đẹp hay là xấu vậy công chúa? Chàng ấy lớn hơn ta có một tuổi thôi. Còn hình thức thì lát nữa ngươi sẽ biết thôi mà. Ôi trời ơi, em nôn quá. Chạy mau thôi công chúa. Này tể tướng và các quan, mọi người nghĩ người này là ai mà gửi đến cho ta sính lễ quý giá và kỳ lạ đến như vậy, khi cả ta và các khanh đều chưa biết người đó là ai? Các khanh có tin anh ta không xứng đáng cưới công chúa Jasmine con gái ta không? Thưa Quốc Dương, thần cam đoan Aladdin xứng đáng, vì chắc chắn anh ta có một kho báu khá lớn trên đời. Mời dám xin ngài cho kết hôn với công chúa. Thưa Quốc Dương, quan tể tướng nói rất đúng, chàng trai này xứng đáng là phò mã của ngài. Dạ đúng vậy, dạ, thưa ngài. Dạ, dạ đúng vậy, dạ, 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 dạ. Ôi Jasmine, con gái ta đã chọn đúng người rồi. Chúc mừng Quốc Dương, chúc mừng phò mã. Thưa Quốc Dương, thần nhận những vinh dự của ngài ban cho, vì ngài có lòng nhân hậu của đấng tối cao. Thần sinh ra vốn là nô lệ, nên không quên nguồn gốc của thần, đặt dưới ánh hào quang rực rỡ của ngài. Con trai, từ nay cuộc sống của con thân thiết với vương quốc này, nên ta muốn dành cho con một niềm tin. Ta rất vui khi trông thấy con kết hôn với công chúa Jasmine. Ngay bây giờ, ta đồng ý sát nhập của cải của ta vào của con. Trong lúc đó, lão phù thủy Abraka, kẻ đã vô tình tạo điều kiện cho Aladdin giàu sang cao độ, bỗng nhiên nhớ đến chàng. Tuy luôn nghĩ Aladdin đã chết dưới hang động, từ khi lão chôn sống chàng, Abraka muốn biết kết quả ra sao, lão đem ra một quả cầu lửa đọc thần chú. Tại sao cho nó một cuộc sống tốt đẹp, giàu có như thế chứ? Đồ hắc ám, cảnh xa gà, ta sẽ trở về để báo thù. Abraka, Abraka. Thank you.
đem cho ta một cái đùi dê quay và một ly sữa. Khắp kinh thành ăn mừng lễ cưới của công chúa, có sẵn rượu thịt. Sao ông không đến đó ăn, mà vào đây ăn cho tốn tiền sao? Ồ, thế sao? Tôi từ xa đến nên không biết. Thưa tể tướng, ngài cũng ngồi đây sao? Trông ngài có vẻ buồn. À, có lẽ ngài buồn vì con trai cưới hụt công chúa. Ngươi im ngay! Chào tể tướng, ngài có thể dừng bước cho tôi có chút chuyện muốn nói được không ạ? À? Ngươi là ai? Ta chưa hề gặp ngươi. Có chuyện gì thì nói mau. Tôi và ngài cùng chung kẻ thù với nhau, đó là Aladdin. Đừng có dòng dài nữa, có chuyện gì thì mau nói ta nghe. Tôi làm việc bao năm ở châu Phi, có dành dụm được một kho báu. Aladdin nó lường gạt tôi và chiếm hết kho báu đó. Giờ tôi về muốn đòi lại. Tôi sẽ chia cho ngài một phần nửa kho báu đó. Thì ra là vậy. Hèn chi hắn giàu có như vậy. Nhưng ta phải làm gì? Bây giờ hắn giàu có, lại cưới được công chúa. Tôi không muốn cho hắn hạnh phúc. Hắn phải đau khổ, nghèo đói thì tôi mới hả giận. Ngài làm sao cho công chúa cài lên tóc cái kẹp này? Tức khắc công chúa sẽ biến thành một con quạ. Hả? Ngươi là... là phù thủy? Ngài không cần biết tôi là ai. Nếu tin tôi thì hãy làm đi. Công chúa, con hãy nhận lấy những quà tặng mà Aladdin đã đặc biệt nhờ ta chuyển đến cho con. Con hãy mặc bộ áo cưới đẹp nhất, đeo những trang sức quý giá nhất mới xứng đáng với sắc đẹp của con. Con cảm ơn mẹ, con mời mẹ ngồi. Đẹp quá. Đẹp quá à. Nhìn nè. Alisa. Dạ. Em hãy chuẩn bị bữa tiệc cho thịnh soạn, để ta thiết đãi mẹ chồng của ta. Công chúa thật là xinh đẹp, đẹp như một nữ thần. Con trai của ta thật là may mắn. Alisa. Dạ. Đây là món quà ta tặng công chúa mừng ngày hôn lễ của người. Người mau đem dâng lên ngài. Đây là quà của tể tướng Jaffa tặng công chúa nè. Của Jaffa thì ta không nhận, ta cho em đó. Em thấy đẹp mà công chúa. Thần Linh ơi, con gái của ta hôm nay xinh đẹp quá. Đừng, chúng ta bây giờ là người một nhà, xin phu nhân chớ có hành lễ. Này bà thông gia nhân hậu, bà được đấng tối cao ban cho một người con trai thông minh, dũng cảm và hiểu biết rất sâu rộng. Thưa quốc vương, ngài nói rất đúng, phò mã rất trí tuệ và dữ dàng. Thần xin chúc mừng ngài đã kén chọn được vị phò mã tốt. Phò mã nói năng lưu loát và tinh tế, thần rất thán phục ngài. Nàng đi đường có mệt không? Nàng có thấy vui khi lời hẹn năm xưa của chúng ta đã trở thành sự thật không? Thiếp rất là vui vì đã gặp lại chàng, nên không thấy mệt gì cả. Ta nguyện suốt cuộc đời này sẽ che chở và bảo vệ nàng. Bây giờ nàng đã trở thành nữ chủ nhân của tòa lâu đài này. Kính chào chủ nhân. Đây là phòng của chúng ta. Alisa, hãy chăm sóc cho công chúa. Ta ra ngoài đãi tiệc nha. Công chúa ơi, em cài tóc cái kẹp này nha. Nó đẹp quá à. Nhưng đúng ra nó là của công chúa. Ta đã cho em, thì em cứ dùng đi.
là ông muốn hại ta có đúng không? Nhưng không ngờ lại hại em Alisa vì ta tặng cái kẹp đó cho em ấy. Thật tội nghiệp. Ngài tể tướng, ngài hãy khai cho thật, cái kẹp ấy từ đâu mà ngài có? Tại sao ngài lại tặng nó cho công chúa Jasmine? Nếu con gái ta mà kẹp tóc thì chính nó là người biến thành quà. Tại sao ngài lại hại nó vậy, tể tướng Jaffa? Thưa hoàng hậu, thần không có ý, mà chính là có một lão già đưa nó cho thần vì thần thấy đẹp nên thần. Lão già đó ra sao? Dạ, một lão già lợm khợm, da đen nhẻm, tay chống gậy. Là phù thủy Africa. Aladdin khốn kiếp, ta thề sẽ bắt ngươi quỳ dưới chân ta mà cầu xin tha mạng. Này ông kia đứng lại, ăn hiếp con nít hả? Sao dáng của người đó trông giống lão phù thủy quá vậy? Ta mau đến đó xem. Mau, mau. Ôi chân của tôi, sao dính luôn dưới đất như vậy? Aladdin, ta cho ngươi dính luôn dưới đất đây. Abgaika, Abgaika. Tha thần thần của ta, thằng quỷ nhỏ. Hãy cho ta biết câu giải bùa chú con quạ trở thành người. Ông nói mau, nếu không nói thì đừng trách mũi kiếm của ta. Nhưng ngươi phải trả lại thảm thần cho ta. Được. Câu giải kiếp quả là ra Caro Caro. Vậy là Aladdin đã giải được câu thần chú giúp cung nữ Alisa trở lại thành người. Chàng cũng tha mạng cho Abraka và đuổi hắn đi đến châu Phi xa xôi không được trở về. Còn Aladdin, chàng không khép mình trong lâu đài, chàng thường xuyên ra phố hoặc đi săn. Mỗi lần Aladdin ra ngoài, chàng cho vài nô lệ đi kèm bên ngựa, phân phát tiền vàng cho người nghèo, và chàng được dân chúng thương mến. Tàu quốc vương, giặc cướp nổi loạn ở biên giới nước ta, xin ngài cho quân đi tiêu trừ. Trong các khanh, ai xung phong đi tiêu trừ giặc cướp, đem lại bình an cho dân chúng đi. Thần nay cũng lớn tuổi rồi, xương khớp đau nhức nên không thể cầm quân được. Vậy thì chính ta sẽ thành lập đoàn quân thân chinh. Thưa phụ vương, ngài là vua một nước, không thể thân chinh được. Xin phụ vương hãy cho phép con nhận việc chỉ huy, đi tiêu trừ giặc cướp. Xin thần linh ban phước cho phò mã. Được, con thay ta lên đường đi. Con cần bao nhiêu quân? Thưa phụ vương, con chỉ đem theo những nô lệ hầu cận bên con thôi, không cần quân lính. Phò mã suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nghe. Những nô lệ của ngài đã có kinh nghiệm chiến đấu chưa mà dám mạnh miệng nói như vậy? Chàng ra quân xin hãy cẩn thận, thiếp luôn mong ngóng tin chàng. Nàng hãy yên tâm, ta sẽ đi sớm về sớm thôi. Nàng ở nhà cố gắng gìn giữ sức khỏe, đợi tin ta chiến thắng trở về. Đứng đầu đoàn quân nô lệ do thần nhẫn tặng cho mình, Aladdin mau lẹ dẹp tan cuộc nổi loạn của giặc cướp. Việc đó làm tên tuổi Aladdin vang khắp vương quốc rộng lớn. Nhưng lòng chàng không tự cao, vẫn hiền lành, dễ mến như trước đây. Ô, phò mã đã thắng trận trở về. Ngài thần là tài giỏi. Quê phò mã, quê phò mã. Cảm ơn bà con.
Ai thiếu thốn thứ gì thì đến lâu đài của ta nhá. Trong lúc đó, lão phù thủy Abraika từ châu Phi luôn mang mối hận thất bại trong lòng. Lão muốn biết Aladdin hiện tại ra sao, liền đem quả cầu lửa ra nọc hận chú. Nó nhờ thần đèn nên mới được như vậy. Ta phải tìm cách lấy lại chiếc đèn. Cái thằng nhóc khốn kiếp đã biết bí mật của chiếc đèn thật, lại đang hưởng thành quả công sức của ta. Ta thà chết chứ không thể để nó hưởng thụ lâu hơn nữa. Chắc chắn thằng nhóc Aladdin dựa vào đèn thần nên mới có những nô lệ phong cách như thần và cho xây dựng lâu đài thật kỳ công như vậy. Được rồi, ta phải tìm cách lấy lại chiếc đèn từ tay nó. Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Bà lão này có ngốc nghếch hay mất trí không nhỉ? Sao lại lấy đèn mới mà đổi đèn cũ chứ? Ai muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới hồn? Thưa mẹ, con đi thăm nước láng giềng để liên kết, thể hiện tình hữu nghị, hòa bình. Vài ngày nữa con sẽ về. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Cầu xin thần linh che chở cho con. Con đi diệt nước, mẹ luôn ủng hộ. Lần này ta đi, có lẽ 3-4 ngày sau mới về. Nàng ở nhà, nếu nhớ phụ dương và mẫu hậu thì về thăm người. Chàng đi cẩn thận, thiếp chờ chàng trở về. Công nhận là lâu đài của thần đèn tạo dựng quá đẹp. Nhưng nó và tất cả những người trong lâu đài này sẽ là của ta thôi. Nè bà lão, bà cười cái gì thế? Thì ta thấy lâu đài đẹp quá nên ta cười. Ta ngắm rất kỹ nhưng mà chưa có thỏa mãn vì không biết bên trong ra sao. Ồ, không được vào đâu. Bà cần tiền, y phục hay là cần ăn uống, ta có thể đem ra cho bà. Ôi, ông chủ ở đây tuyệt vời như vậy sao? Ta có thể gặp được ông ấy không? Gặp phò mã không khó đâu, nếu ngài ở trong kinh thành. Nhưng mà ngài mới vừa đi, 3 ngày sau mới quay trở về. Bà cần gì cứ nói đi, ta sẽ đưa ra cho bà. Ai muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới hồn? Ai làm gì ồn ào ngoài đó vậy em? Thưa công chúa, có một bà lão không được bình thường lắm. Bà ta rao, ai muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới? Một đám trẻ đi theo chọc ghẹo á. Hãy tặng bà lão ấy túi tiền, rồi nói bà ta đi ngay, đừng làm ồn, để mẹ chồng ta ngủ. Em nghe người gác cổng nói rằng có cho tiền mãi cũng không lấy đâu, mà chỉ muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới thôi à. Sao lạ vậy? Lúc nãy ta thấy trước lâu đài có một chiếc xe đẩy đựng những chiếc đèn.
ai đem đến bán đèn vậy? Hay là mua đèn ta? Ôi, ta sợ Jasmine không biết giá trị của cây đèn cũ kỹ trong tủ của ta. Sao dừng lại vậy chủ nhân? Ta bỏ quên đồ dùng, báo quay lại. Ta nhớ phòng mã có chiếc đèn cũ kỹ đặt ở trong tủ. Em mau lấy ra đem đổi cho bà ấy, rồi nói rằng hãy đi khỏi ngay đây, đừng làm phiền nữa. Không hiểu sao phò mã lại giữ kỹ cái đèn cũ kỹ này chứ. Ta đổi lấy cái mới hơn, chắc ngài sẽ ưng bụng thôi. Nè bà lão, bà đổi cây đèn này, đổi xong á thì đi ngay, công chúa không muốn ồn ào tại đây đâu. Được, muốn lấy bao nhiêu cây đèn mới thì lấy đi, tôi sẽ đi ngay, đi ngay mà. Cha, không, dừng lại. Thưa chủ nhân, tôi là Jenny, nô lệ của ngài. Xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Tôi hãy bắt Aladdin lấy lại chiếc nhẫn trên tay của nó cho ta. Thần đèn, người đem nguyên tòa lâu đài này, tất cả những người trong đó mang đến điều rừng châu Phi cho ta. Đi mau, các người đem hết củi vào động cho ta. Nếu làm chậm, ta treo các người lên cây hết. Bắt được bà này thì thằng nhóc Aladdin sẽ tìm đến đây. Ta sẽ giết cả hai mẹ con người một lần, rồi lấy lại chiếc nhẫn. Giờ ta đang nấu thuốc trường sinh. Đợi nấu xong thì ta và công chúa sẽ uống. Cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc và trường sinh mãi mãi. Ta thật có lỗi vì đã dại khờ đem đổi cây đèn. Không biết giờ này Aladdin đang ở đâu. Đừng nhắc thằng nhóc đó trước mặt ta. Nàng phải nhớ kỹ, tương lai ta sẽ là chồng của nàng. Hoàng hậu, nàng nhìn xem có thấy lâu đài của phò mã Aladdin không? Tàu quốc dương, lâu đài biến mất rồi. Xin ngài nhớ lại thần đã từng nói công trình phù phép của một phù thủy, nhưng ngài không lưu ý cho. Tên lừa bịp đó đâu? Kêu hắn đến gặp ta. Phò mã không có tội, không được xử Aladdin. Xin quốc vương suy xét. Xin quốc vương suy xét. Phò mã không có tội, xin quốc vương suy xét. Phò mã không có tội. Aladdin bị quốc vương xử tội chết. Người dân hãy tràn vào cung điện trục khuê của Sanawadi. Mau tràn vào, có ta là chỉ huy sẽ giúp đỡ người dân. Người dân hãy nghe ta nói, nghe ta nói, đừng nghe những gì cha ma nói. Ông ta đang kích động mọi người. Vua Sanawa là người rất nhân hậu, ta sẽ vào nói rõ với ngài. Bây giờ người dân hãy bắt rối cha ma lại, chờ quốc vương xét xử. Công chúa, con gái ta đâu? Người nói mau. Bây giờ con sẽ kể cho ngài nghe tất cả câu chuyện. Vào năm con 16 tuổi, một người đàn ông tên Abraika. Trong chiếc nhẫn này có một vị thần tên Tulu. Con sẽ gọi ông ấy ra cho phụ vương thấy. Thưa chủ nhân, tôi là Tulu, nô lệ của ngài. Xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Mong ước của ngài chính là mệnh lệnh của tôi. Ông mau đưa ta đến châu Phi để giải cứu công chúa. Jaffa lợi dụng dân chúng để truất phế phụ vương. Con mong ngài hãy trị tội ông ấy. Ông ngạc nhiên khi thấy tôi khác hẳn với mấy ngày trước có phải không? Tôi đã nghĩ lại rồi. Vì tôi biết tính phụ vương, chắc chắn Aladdin không thoát khỏi sự giận dữ của ngài.
Do vậy, dù có than khóc suốt đời, tôi cũng không làm chàng sống lại được. Nàng nói đúng, chắc là tên Aladdin đó đã bị chém đầu rồi. Tội nghiệp nàng, giờ nàng chỉ còn có mình ta để chăm sóc cho nàng thôi. Vâng, tôi biết như vậy, nên giờ tôi sẽ một mực làm theo ý của ông. Vậy thì tốt lắm, ta cũng mong ngày này, vì ta không thích ép uổng nàng. Muốn nàng tự nguyện đến với ta, nếu vậy chúng ta phải ăn mừng chuyện này, mừng nàng thay đổi vì ta. Trùng hợp quá, tôi đã chuẩn bị một bữa khuya, chúng ta cùng ăn uống với nhau. Tuyệt quá, chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp. Aladdin thật may mắn khi hắn không chứng kiến cảnh này. Nhưng bây giờ chỉ có rượu Ấn Độ, mà tôi lại muốn nếm thử rượu ở đây. Và tôi nghĩ nếu có, ông sẽ tìm được loại rượu ngon nhất. Được rồi, đêm nay sẽ là đêm vui của hai chúng ta. Ta sẽ đi kiếm rượu và trở lại ngay. Nếu vậy thì ông cứ đi và mau chóng trở lại. Càng lâu tôi càng nóng lòng gặp lại ông. Và nên nhớ, chúng ta cũng sẽ ăn cùng nhau ngay khi ông trở về. Ôi Aladdin, phải tỏ ra dịu dàng với lão phù thủy đó, em rất lấy làm tiếc. Nhưng chúng ta phải tìm cách để cho hắn say rượu hoặc bất tỉnh thì mới lấy lại được chiếc đèn mà em đã đổi đi. Em phải làm như vậy là để chuộc lỗi với chàng. Ta hiểu mà, nàng không cần phải giải thích đâu. Nhưng lão phù thủy đó rất xảo quyệt, không thể chỉ say rượu mà chúng ta có thể lấy lại được thần đèn. Vậy chàng mau tìm cách đi, không lão ta trở về thì không còn kịp nữa. Thưa thần dẫn, ông có cách nào làm cho lão phù thủy ngủ say để ta có thể lấy chiếc đèn từ lão không? Lấy nước trong này đổ vào bình rượu hoặc canh, khi uống vào lão phù thủy đó sẽ mê man không còn biết gì nữa. Khi Abraka đem rượu về, nàng hãy tìm cách đổ hết lọ nước này vào chai rượu đó, rồi đem dâng cho lão uống. Em cầm lấy và phối hợp với ta để cho hắn uống. Mình có về lại đất nước hay không, mọi việc trông cậy vào hai chúng ta. Phò mã và công chúa an tâm, em sẽ hy sinh nếu bị lão phát hiện. Không, em không được nghĩ như vậy. Chúng ta phải chiến thắng, ta tin em làm được. Dạ, cũng mong là như vậy. Nhưng em nhất định không để liên lụy đến công chúa và phò mã đâu. Lão ta đã về, Aladdin, chàng mau lánh đi. Nếu mưu kế này mà không thành, ta sẽ xông ra chiến đấu với lão, không để cho lão kịp nhờ thần đèn giúp. Ôi, ông đã về, ta đã chờ ông khá lâu rồi. Ông đưa chai rượu đây, để ta rót vào ly mời ông. Ta và ông chỉ cần uống một chai này là đủ. Rượu quý mà, chai kia cất đi để khi khác uống có được không? Ôi, chiếc bông tai của ta đâu rồi? Alisa, mau đi tìm cho ta. Hơi, tưởng gì? Hơi, bỏ đi. Ta sẽ nhờ thần đèn kiếm cho nàng nhiều trang sức quý giá khác mới xứng đáng với sắc đẹp của nàng. Không được, đó là phụ dương của ta tặng, ta không muốn mất nó. Ngài kiếm giúp ta đi. Thôi, để ngày mai ta kiếm nó. Bây giờ chúng ta đừng bỏ lỡ cuộc vui. Nào, mời ngài uống với thiếp một ly nữa. Chuyện gì thế này? Aladdin, ngươi quên rằng chiếc nhẫn mà ngươi đang đeo trên tay chính là nhẫn của ta đưa cho ngươi à? Ta đương nhiên có thuốc giải. Jasmine, thì ra là nàng đã lừa ta để giúp tên Aladdin hỗn sự kia. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho cả hai chết trong tội nguyện. Ông làm sao cho thần đèn không trông thấy tôi đi? Aladdin, con đến đây. Thần đèn, bắt hết bọn nó cho ta. Bắt bọn nó? Mà bắt ai? Ông đã trở lại bên tôi rồi. Xin tuân lệnh chủ nhân sai bảo. Bây giờ ngay lập tức, ông dời tòa lâu đài về lại Ấn Độ.
nhưng ta không biết phải xử trí lão phù thủy này ra sao nữa. Thưa chủ nhân, ta nghĩ là ta đem lão đến vương quốc của các vị thần, bắt lão canh giữ đền thần, không thể nào xuống đây được nữa. Ngài nghĩ thế nào? Ồ, vậy thì tốt quá. Mà ta có việc này muốn nói với ông. Sau khi ông đưa tòa lâu đài về lại chỗ cũ thì ông đến gặp ta. Ta không muốn ông sống cuộc đời làm nô lệ nữa. Ta muốn giải thoát cho ông. Chủ nhân, ngài là một người tốt. Tôi cảm ơn và luôn nhớ về ngài. Vua Aladdin của chúng ta thật tài giỏi. Làm nô lệ cho ngài lâu rồi, tôi hiểu và biết tính cách tốt của chủ nhân mình. Bây giờ ngài trả tự do cho tôi, chắc nào ngài muốn tôi rời khỏi nơi đây mãi mãi hay sao? Tôi buồn lắm. Được làm bạn với ông và thần đèn thật là vinh hạnh cho tôi. Càng quý hai người bạn này thì tôi càng không muốn hai ông sống cuộc đời nô lệ mãi như vậy. Nhưng tôi muốn làm nô lệ cho ngài thì sao? Tôi không muốn rời khỏi nơi đây. Tôi sẽ giúp ích cho ngài sau này. Nhưng tôi không muốn ông xưng hô nô lệ hay chủ nhân. Chúng ta là bạn với nhau, có được không? Chúng ta là bạn, xin tuân lệnh chủ. Xin tuân lệnh chủ của vương quốc này, ngài quốc vương kính mến. Thế là kể từ đó, với sự trợ giúp của thần nhẫn, Aladdin đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ trong vương quốc và trừng trị những kẻ gian ác. Aladdin lên ngôi vua, chàng sống với công chúa Jasmine hạnh phúc và dân chúng vô cùng thương mến. Ngày xưa, có anh chàng bần khỏe mạnh, tháo vát. Vì yêu mến nàng lụa, con gái phú ông, nên chàng nguyện làm không công cho nhà phú ông suốt 3 năm liền. Nàng lụa thấy chàng thật thà chăm chỉ nên cũng sinh lòng thương mến. Chàng nghỉ tay uống miếng nước rồi làm tiếp. Ở đây đông người như vậy mà cô lụa chỉ đặc biệt đưa nước cho cậu bần thôi sao? Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày có thể cưới nàng làm vợ. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho nàng. Thiếp tin chàng. Đánh thật đau cái thằng bần cho ông, nửa đêm nửa hôm đi dụ dỗ con gái nhà lành. Kìa cha ơi, cha đừng đánh anh bần nữa. Dừng lại, hôm nay ông chỉ cảnh cáo thôi, đừng để ông bắt gặp có lần thứ hai. Con xin lỗi ông chuyện hôm nay, nhưng mà con thương em lụa thật lòng mà. Không nhân nhị gì hết, mày nghèo còn dám trèo cao, ông đi khinh. Cha cảnh cáo con, không được hẹn hò gặp mặt thằng bần nữa, nghe chưa? Kìa cha, ông đã hứa sẽ gả em lụa cho con, nếu con làm công cho ông đủ 3 năm mà. Nay cũng đã đến ngày hẹn rồi. Im ngay, con của ta là cành vàng lá ngọc, phải lấy nhà giàu hay quan lớn kìa. Ngươi đừng hòng mơ mộng. Kìa ông, xin ông giữ lời hứa gả em lụa cho con. Con nguyện làm tất cả những gì ông yêu cầu. Thôi được, muốn cưới con ông à, cũng dễ thôi. Trừ khi ngươi sắm được mâm cao cổ đầy, đãi cả làng một bữa no say, ta sẽ gả con cho. Còn không, đừng có mơ. Cha, nhưng cha đã hứa với anh bần, nên con cũng thương anh ấy. Thằng hầu đâu? Dẫn cô lụa về mau. Phận ta nghèo, làm sao kiếm đủ số tiền sắm cổ đãi cả làng bây giờ? Cha ơi, xin cha hãy giữ lời hứa năm xưa, gả con cho chàng bần. Trời ơi, ngày xưa cha chỉ nói vậy để nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình 3 năm mà thôi. Chứ con gái của cha thì phải gả cho gia đình giàu có, quyền quý mới xứng chứ. Gia đình quyền quý giàu có
liệu có đối xử tốt với con không cha? Anh Bần là người thật thà, tốt bụng, lại rất thương con. Thương? Thật thà, tốt bụng có tạo ra cơm ăn, vàng bạc được không? Vậy, nếu chàng kiếm đủ tiền làm cổ, đãi cả làng như cha yêu cầu thì sao? Cái thằng đó nghèo xác sơ như vậy, con nghĩ nó có thể kiếm đủ tiền à? Ta nhất định phải kiếm đủ tiền để hỏi cưới em lụa. Được rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Tài sản chỉ có mỗi chiếc rìu. Chàng Bần ngày ngày vào rừng sâu đốn củi, mong có thể kiếm đủ tiền để hỏi cưới nàng lụa, con gái của phú ông. Đốn củi thế này, biết chừng nào mới kiếm đủ tiền đây. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi vào rừng sâu, hy vọng tìm được gỗ quý. Ta biết trời gần tối rồi, nhưng ta phải cố gắng vào sâu hơn nữa mới có thể tìm ra gỗ quý. Bình tĩnh nào, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Cây to thế này ắt hẳn là gỗ quý rồi, bán ra chắc được nhiều tiền đây. Có chuyện gì với ngươi thế, lại nghịch ngợm gì nữa có đúng không? Sợ bi đâu. Ta phải giúp chàng Bần mới được. Đêm khuya thế này chắc mọi người cũng đi ngủ rồi. Đứng lại đó. Dạ, cha. Đêm hôm khuya quắc, con tính đi đâu vậy? Con giấu gì phía sau vậy? Hả? Dạ, dạ thưa cha, không có gì ạ. À. Nhà ngư dám, trả lại cho ta, trả lại cho ta mau. Cha, đây là trang sức của con mà. Đúng là nuôi ông tay áo. Nửa đêm nửa hôm, con định lấy vàng bạc của nhà này cho thằng Bần đúng không? Con Thâu, canh cổng thật kỹ. Chừng nào cô lụa còn tơ tưởng đến thằng Bần đó thì một bước cũng đừng mong ra khỏi cái nhà này. Dạ thưa ông. Chàng Bần ơi, không biết bây giờ chàng đang làm gì. Lẽ nào cây này có yêu tinh? Chàng điều thù, xin dừng tay, làm ơn dừng tay lại. Ngươi lại? Ta là Mộc Tinh, trú ở trong cái cây này đã 300 năm rồi. Thì ra là Mộc Tinh. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đốn hạ cây này, trừ mối nguy hại cho dân lành. Hoàng hoàng, chàng tiều phu, hãy nghe ta nói. Ta là Mộng Tinh, nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao ngươi lại quá phép hại ta?
tà qua phép chẳng qua để đuổi ngươi ra khỏi khu rừng, không làm hại cây cổ thụ mà thôi. Không ngờ người Phạm Như Mi lại có sức khỏe như vậy, làm tiêu hao bao sức lực tu luyện của ta. Chẳng giấu gì ngươi, thật ra ta vốn là tiên ở trên trời. Ta vốn là một tiên cai quản Dượng Thượng Quyến ở tiên đình. Chẳng may một lần ngủ quên, để yêu ma lọt vào tàn phá cả khu rừng. Chết ta rồi, Ngọc Hoàng trách phạt, đày ta xuống trần gian trở thành một tinh, trú ngụ tại gốc cây cổ thụ này để ăn năn sám hối. Đến nay đã 300 năm, thân cây cổ thụ này là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của ta. Nếu người đốn đi, ta sẽ hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tu luyện để trở về thiên định được nữa. Hoàn cảnh của ông cũng đáng thương, nhưng ta cũng đang gặp khó khăn. Nhiều ngày rồi ta mới tìm được gỗ quý. Nếu không đốn cây, ta lấy gì kiếm tiền để sắm mâm cỗ hồi cưới con gái phú ông? Mâm cỗ à? Chà, ta có thể giúp người. Thật sao? Ta cho ngươi mâm thần, có thể biến ra thức ăn cho ngươi ăn cả đời không hết. Chỉ cần nhà ngươi hứa không đốn cây cổ thụ này, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nếu quả thật có vật báo như vậy, ta đồng ý. Ông định lừa ta sao? Mâm này có khác gì mâm bình thường đâu. Nghe ta nói đã, mỗi lần muốn ăn gì, ngươi hãy gõ vào mâm thần 3 cái, rồi đọc tên món ăn. Khi đó thức ăn sẽ xuất hiện. Nếu không tin, ngươi cứ thử. Mâm thần ơi, hãy cho ta một thớt cơm nóng và một con gà quay. Ôi đúng là mâm thần thật rồi. Một tin, ông cùng ăn nhé. Bỗng ông ơi, ông ơi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bỗng ông, thằng Bần á, nó tới hội cưới cô Lụa kìa ông. Dạ con chào ông, hôm nay con tới đi hội cưới em Lụa ạ. Ôi chàng Bần, cuối cùng chàng cũng đến. Hỏi cưới? Vậy đã có tiền sắm cổ chưa mà đòi cưới con gái ông? Dạ thưa ông, có chiếc mâm thần này thì muốn có bao nhiêu mâm cổ của ngon vật lạ gì trên đời đều có được ạ. Người nói mâm này là mâm thần. Thật là nực cười. Hầu đâu, đuổi cổ cái thằng vừa nghèo vừa điên này ra cho ông. Bẩm ông, xin ông cho con chứng minh lời con nói là thật ạ. Mâm thần, hãy cho ta một mâm cổ thịnh soạn và bình rượu quý thiết đại phú ông nào. Lễ hiền, uống đi con, uống nữa đi con. Thưa ông, xin ông định ngày để con được qua nhà chính thức hội cưới em Lụa. Được, vậy hôm nay ngươi hãy mời bà con đến ăn cỗ để bao hỷ. Sau đó ta sẽ định ngày lành tháng tốt để chính thức gả con. Cảm ơn ông, vậy con đi thông báo cho bà con đây ạ. Nghe nói hôm qua cậu Bần đãi cổ cả làng để báo hỷ cưới cô Lụa đó bà con ơi. Cậu Bần nhìn thế mà giỏi quá, thôi nhanh chân lên chứ hết phần bây giờ. Dạ thưa bà con, hôm nay tôi mời bà con đến đây là để đãi cổ báo hỷ, xin phép được hội cưới cô Lụa, con gái của phú ông. Cậu Bần thiệt có lòng, bà con chúng tôi cảm ơn cậu trước à. Thế cổ đâu? Sao giờ chưa thấy vậy cậu Bần? Dạ thưa bà con đừng vội ạ. Đây là chiếc mâm thần, có thể biến ra mọi loại cao lương mỹ vị, ăn không bao giờ hết ạ. Trời ơi, có thật không vậy? Cậu đừng đùa với chúng tôi à nghe. Dạ bà con đừng nóng ruột, tôi sẽ biến ra đồ ăn ngay đây. Mâm thần, hãy cho ta mâm cổ thịnh soạn và loại rượu thượng hạng nào. Có thấy gì đâu,
cậu lừa chúng tôi đúng không? Thấy người ta già lừa đúng không? Dạ dạ, bà con bình tĩnh, để tôi thử lại lần nữa. Mâm thân, hãy nhanh biến ra cho ta mâm cổ và bình rượu thượng hạng đãi bà con nào. Chuyện này là sao chứ? Cậu đúng là quá đáng mà, làm bỏ cả buổi trời không cày cái gì được hết đây. Rõ ràng hôm qua chiếc mâm biến ra đồ ăn mà. Có phú ông và em lụa đây làm chứng, có đúng không ạ? À? Đúng mà, các cô bác ơi, hôm qua con... Nè, con đừng có binh vực cái thằng đáng nghèo còn đi nói dối bà con. Cậu đã sai rồi mà còn không biết lỗi, làm bà con uổng công đến đây. Thằng Hầu đâu? Đánh nó cho ông, cái tội lừa gạt mọi người. Đánh đi cho chữa ức mình, làm mất cả buổi cày của ông ta. Thiệt tình, cứ tưởng được ăn cổ, ai dè lại ăn quả lừa. Thôi đi về làm việc bà con ơi. Bà con, hãy tin tôi đi mà. Tin nè. Ta không nói dối dân làng, nhưng tại sao chiếc mâm thần không còn linh nghiệm nữa chứ? Mâm thần, hãy cho ta một thớ cơm nóng. Ngày mai chúng ta phải vào rừng tìm lão Mộc Tinh, hỏi cho ra lẽ mới được. Ông Mộc Tinh, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ông bị bệnh sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ông, tại sao chiếc mâm này lại không quá ra thức ăn được nữa? Vì nó mà ta bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, phú ông trách phạt, không cưới được người ta thương. Người khờ quá. Ở đây là mâm giả, thì sao có phép thuật mà biến ra thức ăn được? Ông nói đây là mâm giả sao? Chính ông đã ban cho ta kia mà. Mâm ta cho ngươi đúng là mâm thần. Ủa còn cái này là mâm thường. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ lúc ta tặng ngươi chiếc mâm thần thì ngươi đã gặp những ai? Lẽ nào... Mâm thần ơi mâm thần, có mi thì từ nay nhà ta chẳng cần tốn đồng bạc nào, vẫn có đồ ăn phủ phê. Thì ra cha thiếp đã tráo lấy chiếc mâm của chàng, để chàng phải chịu oan ức rồi. Ai đó? Bước ra mau. Là con, thưa cha. Lén lút đứng ngoài cửa làm gì đó? Cha ơi, con đã thấy cả rồi. Cha hãy đưa chiếc mâm cho con, để con trả lại cho chàng ấy đi cha. Dơ giận, mâm nào của nó mà trả. Bây giờ cái gì trong tay cha là của cha, hiểu chưa? Cha, nếu cha không trả lại mâm cho chàng Bần, Con sẽ nói ra sự thật với bà con trong làng. Nuôi con khùng lớn, giờ con dám ra điều kiện với cha đó hả? Thằng Hầu đâu? Nhốt cô lụa vào phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mâm thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi. Khi đó cái kỳ chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một. Nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Con quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt, chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Nước mát quá, người cùng uống miếng đi. Con quái vật này quá to lớn,
ta phải làm sao bây giờ? Hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Ta đã có cách. Ê quái vật, ta ở đây nè. Quái vật, đỡ lấy này. Hay quá, con suối này đã đầy nước trở lại rồi. Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi. Ông khỏe lại rồi chứ? Nhờ cả vào ngươi, ta lại có nguồn nước quý để tu luyện rồi. Để cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một bao vật còn quý giá hơn cả chiếc mâm thần lần trước. Thưa ông, con đâu cần ngựa để làm gì? Đây không phải là ngựa thường, mà là ngựa thần, có thể ị ra vàng. Chỉ cần vỗ vào mông ngựa ba cái, lập tức nó sẽ ị ra vàng cho ngươi. Ôi, là vàng thật nè, thật là thần kỳ. Con mời cha dùng trà. Ừ, con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không á, thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa? Mình phải nhẫn nhịn, rồi từ từ tìm cách sao? Con biết rồi thưa cha. Bẩm ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám vác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi ra khỏi cho ông. Kìa cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã, người nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa, mời ông xem qua. Vàng này cũng được á, nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có? Không được, nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mâm thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có, mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. À, cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên số vàng này quá ít, nếu người có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể? Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến, mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. Quái lạ, chẳng lẽ nó vừa đào được cái mỏ vàng? Ta phải theo dõi nó mới được. Thì ra là ngươi có con ngựa thần ị ra được vàng. Được lắm, được lắm.
Vàng của tao đâu? May quá, người thần vẫn ở đây. Người thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, người thần. Ôi da! Người thần, thế này là sao vậy? Không biết chàng Bần có kiếm đủ số vàng ấy không? Ta thật lo quá. Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi? Là ông đã lấy cắp mâm thần, giờ còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng này láo. Miếng ngọc này thì liên quan gì đến chuyện con ngựa của mày? Mấy đứa hầu đâu? Thằng Bần Du quan giá họa cho ông. Đánh rồi đuổi cổ nó ra ngoài mau. Thần cha ơi, tôi xin cha đừng đánh thằng Bần nữa mà cha. Con xin chịu đòn cùng với chàng Bần. Thôi được rồi, dừng tay. Hôm nay ông tha cho mày. Nếu còn đến đây kêu gào làm loạn, đừng trách ông nhẫn tâm. Còn con, thần lá ngọc cành vàng, đợi ta tìm chỗ xứng đáng gả đi. Quên cái thằng nghèo này đi. Phen này nhà ông sẽ giàu nhất cái xứ này. Cái thằng Bần này nhìn nghèo nghèo vậy mà có được hai vật thần kỳ. Tiếc là ngươi không có số hưởng. Bây giờ hả, vật báo đều ở trong tay phú ông ta. Cục cưng, cục cưng, mau ị cục vàng cho ông nào. Thì ra ngựa thần là của chàng Bần. Chàng lại bị oan rồi chàng Bần ơi. Mình phải đi tìm chàng Bần mới được. Shh, im lặng nào. Ai đó? Ai dám trộm ngựa của ông? Thằng hầu đâu? Con làm gì đó? Mau xuống ngựa cho cha. Con xin cha, hãy để con trả ngựa lại cho chàng Bần. Láo, ngựa nào của nó? Thằng hầu đâu? Đỡ câu lụa xuống cho ông. Lụa, lụa, con có sao không? Mộc Tinh, ông có ở đây không? Chào chàng tiểu phu, sao rồi? Người có thích ngựa thần mà ta tặng không? Ta... Đã hỏi cưới được người mà ngươi thương chưa? Phú ông lại tráo lấy ngựa thần của ta rồi. Ta cũng chẳng cưới được người ta thương. Tội nghiệp chàng trai. Mộc Tinh, xin ông hãy giúp ta thêm một lần nữa. Con gái, dậy ăn chút gì cho khỏe đi con. Thầy Lan đã nói rồi, con bị ngã ngựa, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Ráng ăn uống bồi bổ thì sẽ mau khỏi. Con xin cha, cha hãy trả ngựa và mâm thần cho chàng Bần được không cha? Cũng do nó mà con mới bị ngã ngựa. Con mà nhắc tới tên nó hả, cha sẽ sai người đi đánh chết nó luôn. Cha, thôi được, con sẽ nghe lời cha mà. Muốn ta giúp người cũng được. Ta còn một báu vật cuối vô cùng lợi hại.
có thể giúp người lấy lại những gì đã mất, nhưng đổi lại thì... Nếu ông có thể giúp ta thêm lần nữa, ta nguyện làm mọi điều mà ông yêu cầu. Thật ra ta đã tu luyện gần 300 năm. Này sắp đến thời khắc có thể khôi phục tiên khí trở về thiên đình. Nếu người có thể giúp ta canh gác liên tục 2 ngày 2 đêm, không cho bất kỳ con vật hay yêu ma nào phá rối, ta hứa sẽ giúp người. Ông yên tâm, ta nhất định dùng cả tính mạng để canh gác cho ông. Tiên khí lúc mới hình thành sẽ thu hút nhiều quái thú. Người hãy cầm lấy chiếc lá này, nó có thể giúp người trong lúc nguy khôn. Cảm ơn ông, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Chắc ông Mộc Tinh sắp tu luyện xong rồi. Con gấu này có thể biến hình. Lá thần, hãy trợ giúp cho ta. Phu, hãy tỉnh dậy nào. Ôi, Mộc Tinh, ông đã tu luyện xong rồi sao? Đúng thế, ta đã trở lại thành tiên rồi. À, Mộc Tiên, chúc mừng ông. Cũng nhờ ngươi canh gác suốt 2 ngày 2 đêm, gan dạ chiến đấu với gấu dữ để ta tập trung tu luyện. Như đã hứa, ta sẽ tặng ngươi một bao vật có nó. Ngươi có thể dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Ta sẽ chỉ cho người cách sử dụng cây gậy chống ngược này. Đa tạ Mộc Tiên, nhất định ta sẽ giữ cây gậy thần này thật cẩn thận. Sau khi người đạt được ý nguyện, hãy nhớ sống tử tế để phát huy những quyền phép của bao vật đúng người, đúng việc. Ta xin hứa. Ây cha, để xem hôm nay ăn cái gì. À, nghĩ ra rồi. Mâm thần, hãy cho ta món gà nướng và một bình rượu hồng đào. Nè, ngươi lại tới đây làm cái gì? Người đâu? Tôi hỏi ông, mâm thần và ngựa quý của tôi đâu? Chẳng có mâm hay ngựa gì của ngươi ở đây hết. Thằng hầu, lôi cổ nó ra cho ông. Trời đánh còn tránh bữa ăn, bực cả mình. Chàng Bân, cẩn thận. Ông ơi, cứu con, ông ơi. Chuyện gì vậy? Sao? Tự dưng hai đứa trồng cây chuối như vậy? Mà nói tụi bay bắt thằng mừng ra ngoài mà. Không phải, con trông mặt quá, ông ơi, cứu con. Thằng Bần nó quá phép đó ông ơi. Đây là cây gậy thần. Nếu ông không trả lại mâm thần và ngựa quý đã lấy cắp thì đừng trách tôi. Gậy thần, ngươi đừng hòng dọa ta. Ôi, chóng mặt quá. Mau thả ta xuống. Con gái, mau kêu thằng Bần thả cha xuống mau. Là cha đã mấy lần thất hứa với chàng Bần, lại lấy cắp báo vật của chàng. Giờ cha mau trả lại mâm thần và ngựa quý cho chàng đi cha.
Ôi trời đất ơi, tôi thở không nổi nữa rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, mong thần và ngựa của tôi đâu? Ông ơi, mau trả đồ cho nó đi ông ơi. Tụi con chịu hết nổi luôn ông ơi. Hết nổi ơi. Thôi được rồi, thả ta xuống, ta sẽ trả mâm thần và ngựa quý cho ngươi. Được. Trời ơi, say sẩm cả mặt mày. Cha, cha không sao chứ? Con được lắm. Cuối cùng cũng lấy lại được vật báo rồi. Ta đã trả lại chiếc mâm và con ngựa rồi. Ngươi mau về đi, đừng làm phiền ta nữa. Thưa ông, lúc trước ông hứa nếu con làm công đủ 3 năm sẽ gả em lụa cho con. Mong ông thực hiện lời hứa của mình. Mong cha tán thành cho chúng con. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cảm ơn cha. Cuối cùng chàng tiều phu cũng cưới được con gái phú ông, nhớ lời Mộc Tiên đã dặn. Từ đó về sau, vợ chồng chàng Bần nàng Lụa dùng mâm vàng và ngựa quý để giúp đỡ người nghèo, dùng gậy chống ngược để trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Ơn đức của vợ chồng chàng tiều phu được người người hết lòng ca tụng. Ngày xưa, ở vùng Cao Bằng, có một chàng trai trẻ mồ côi tên là Triều. Triều sống bằng nghề chài lưới, rày đây mai đó. Mỗi lần đánh được cá, Triều đều mang ra chợ đổi lấy gạo. Ngày nào cậu cũng đổi hết cá lấy gạo đi cho người ta. Rồi cậu ăn cái gì? Tôi vẫn giữ lại 2 con cá để ăn. Rau thì cứ ra bờ sông, tha hồ mà ăn. Cậu cứ làm, rồi đi cho người ta. Đến khi nào mới đủ tiền cưới vợ? Nhà nào dám gả con gái cho một kẻ mồ côi như tôi. Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, bắt cá sống qua ngày. Tính anh Triều hay thương người. Trên đường về, gặp ai nghèo khó, Triều đều lấy gạo ra giúp đỡ họ. Dù anh chẳng khá giả gì hơn, người dân trong vùng ai ai cũng yêu quý anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là tốt bụng. Với sức khỏe dẻo dai, Triều thường ra tay giúp đỡ mọi người mà không cần trả công. Ai ai cũng thương mến anh. Thì ra là cậu Triều, tôi còn tưởng gặp phải cướp. Cướp nào cho đến vùng này, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cho chúng biết tay. Sông ngày càng ít cá, Triều quyết định rời đi nơi khác để đánh cá. Ngày anh đi, mọi người ai cũng bệnh rịnh không muốn chia tay. Dạ, con cảm ơn. Mọi người ai cũng khó khăn, tôi không dám giận đâu. Tôi sức già dai động, không chết đói được đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Triều chuyển sang vùng Thái Nguyên, tiếp tục làm nghề chài lưới. Hôm nay chỉ được có 3 con cá gầy còm. Hình như mình đi đến đâu là cá ở đó đều sợ mà chạy trốn hết rồi. Ông ơi, ông mặc thêm áo của cháu cho đỡ lạnh. Sao giờ này mà ông còn ngồi đây nữa? Ông có sao không ông? Không sao, có áo của cậu ta thấy đỡ lạnh rồi. Nhà ông ở đâu để cháu đưa về? Nhà ta cũng gần đây thôi, ta tự về nhà được.
mà cậu cho ta áo, rồi lấy gì mà mặc? Trời tối sẽ lạnh lắm đó. Ông yên tâm, cháu khỏe lắm, không sợ lạnh đâu. Nhà cháu cũng gần đây, về nhà là có áo khác thay liền không à. Ông đi về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng. À ông ơi, ông có ăn cá không? Ông lão nhìn già yếu vậy mà đi nhanh thiệt, mới nháy mắt đã không thấy đâu rồi. Mày đừng quen thối, rồi suốt ngày đến đây ăn chừng cá của tao nha. Sau nay là có ai đánh đàn vào sáng sớm vậy ta? Mày có nghe thấy tiếng đàn không? Tiếng đàn nữa kìa. Mày nghe thấy không? Nay đã là ngày thứ ba tao nghe thấy tiếng đàn này rồi, mà tao đã hỏi hết dân vùng này rồi, không ai nghe thấy tiếng đàn đó hết. Chỉ có mình tao nghe thấy mới lạ chứ. Không lẽ có người đang bị nhốt trên núi, hoặc ai đó gặp nạn muốn mình cứu giúp sao? Mình phải lên núi tìm coi sao. Vậy là Triều quyết tâm leo lên núi để tìm hiểu xem ai đang đánh đàn. Nhìn thì thấp, mà leo mãi vẫn chưa đến đỉnh núi nữa. Chắc mình phải leo tới tối mới đến nơi quá. Núi này coi vậy mà hiểm trở quá chừng. Là một ông lão lên đây đánh đàn. Coi ra ông không có vẻ gì đang gặp nguy hiểm hết. Tiếng đàn nghe rất hay, cũng coi như là không phí công sức leo núi của mình hôm nay. Mình phải nghỉ một chút để lấy sức xuống núi thôi. Trai trẻ ông là ai? Cậu không nhận ra ta hả? Ông có phải là ông lão mà cháu đã gặp bên đường không vậy? Đúng rồi. Thì ra là ông. Cậu nghe tiếng đàn của ta nên tìm đến tận đây. Dạ, ba ngày nay ngày nào cháu cũng nghe thấy hết á. Cháu sợ có ai đang gặp nguy hiểm nên đến đàn cầu cứu, cũng may là gặp ông ở đây. Cậu đúng là một người tốt bụng hiếm có. Vậy chút nữa để cháu cùng ông xuống núi cho an toàn nha. Khi nào ta muốn, ta sẽ tự mình xuống núi. Ta tặng cậu chiếc áo này để cảm ơn cậu đã tặng áo ta lần trước. Wow, chiếc áo đẹp quá à. Nhưng mà ông cứ giữ lại mặt đi, cháu đâu thiếu áo đâu. Cậu nhận lấy đi, hy vọng cậu tiếp tục làm điều lành giúp người. Tối đến, trên núi sẽ lạnh lắm đó. Vậy cháu xin nhận, cháu cảm ơn ông. Ông ơi, ông thấy cháu mặc có đẹp không? Ủa, không lẽ ông ấy là thần tiên? Mới chớp mắt là biến mất rồi. Hả? Trời sắp tối rồi, mình phải nhanh xuống núi thôi, không lại làm mồi cho thú dữ. Đói bụng quá. Biết vậy lúc nãy mình xin ông lão ít cơm nắm có phải tốt hơn không? Ngọt quá, ngon quá. Chắc cái này ăn không sao đâu. Hả?
Hy vọng là nó đi xa rồi, hoặc bị nặng tai không nghe thấy tiếng của mình. Chút nữa thì mình chết vì đau tim rồi. Mà sao nó không ăn thịt mình ta? Hay là nó ăn no rồi nên tha mạng cho mình? Thôi, mình phải nhanh chân rời khỏi đây, không nó kéo đồng bọn quay lại thì mình nguy mất. Đói bụng, phải chi giờ này có cái bánh bao ăn thì đúng là tuyệt vời. Cầu được ước thấy rồi, mừng quá xá. Bao nhiêu một cái vậy ông chủ? Một đồng một cái. Ma đòi ăn bánh bao bà con ơi, ma đòi ăn bánh bao bà con ơi, ma. Gì vậy? Không lẽ mới có một ngày một đêm leo núi thôi mà mình xấu xí như ma luôn hả? Bây giờ mà đừng ngủ một giấc thì đúng là sung sướng cuộc đời. Sao lại không thấy bóng của mình ở dưới nước vậy? Không lẽ mình là ma rồi sao? Sao kỳ lạ vậy? Thì ra chiếc áo này có thể giúp mình tàng hình. Khi mình mặc áo vô và bỏ mọi thứ vào trong áo thì không ai có thể nhìn thấy mình hết. áo tàng hình. Ông lão đó chắc đúng là thần tiên rồi. Không ai nhìn thấy mình hết, mình có thể làm mọi thứ mình thích. Ui da, đau quá. Cái cục đá này, tao đã tàng hình rồi mà mày vẫn đụng trúng chân tao hả? Mình phải thử lại lần nữa cho chắc ăn mới được. Tôi đảm bảo 100% đó là ma. Trên đời này làm gì có ma. Chắc sáng sớm ông nhìn gà quá cuốc, nhìn người quá ma thôi. Tôi thề, mắt tôi rất tinh, không bao giờ nhìn nhầm. Tôi bao năm nay thức khuya dậy sớm, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đây đúng là chiếc áo tàng hình rồi. Làm người giàu sướng thiệt chứ. Có nhà cao cửa rộng nè, kẻ hầu người hạ suốt ngày nữa. Lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy. Mình mặc chiếc áo này vui chơi đủ rồi. Mình đã đi khắp mọi nơi, tới những nơi chưa từng tới, ăn những món chưa từng ăn. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Chứ ăn chơi hoài cũng chán lắm. Chờ mãi cũng kiếm được con mồi ngon. Xin các ông hãy tha cho tôi. Tôi mới bán được chút hàng để lấy tiền về chữa bệnh cho vợ. Nếu các ông lấy hết tiền của tôi thì vợ tôi sẽ chết mất. Người buôn bán như ông mà sợ không có tiền sao? Chúng ta không có tiền mới chết đói đây nè. Muốn giữ mạng về chữa bệnh cho vợ á thì đưa tiền bạc ra đây cho bọn ta. Xin các ông hãy tha cho tôi. Tôi xin các ông mà. Lăng nhăng, nhiều lời quá. Tụi tao là cướp, năn nỉ vô ích thôi. Sao mày lại đánh đầu tao? Mày mới đạp ngã tao thì có, còn dạ mồm kêu nữa hả? Mày tính đánh tao ngất xỉu để chiếm hết tiền đúng không? Mày định đập tao té ngã để lấy hết thì có, định phản lại tao hả? Kẻ nào dám chói tụi tao? Ai dám? Chuyện này là sao? Chuyện này là sao vậy?
giữa ban ngày ban mặt mà để ức hiếp người yếu thế sao? Người ta cầm tiền về chữa bệnh cho vợ mà các người vẫn không tha. Tội này đáng bị xử nặng. Đại hiệp ơi, xin tha mạng, chúng tôi mới lần đầu hành nghề. Tần Tiên ơi, xin hãy tha mạng, chúng con không dám làm việc xấu nữa đâu. Còn dám nói dối lần đầu đi cướp sao? Lệnh tìm bắt các ngươi giáng khắp mọi nơi, quân lính sắp tới đây rồi đó, các ngươi ngoan ngoãn chờ đó mà lên quan chịu tội đi. Nè ông hãy mau chóng về nhà mà cứu vợ mình. Thần tiên, cảm ơn ngài đã giúp. À, cho hỏi, sao lần này vắng lặng vậy? Mới giờ này đã đóng cửa, tắt đèn tối thui rồi. Cậu ở xa đến sao? Vậy thì mau tìm chỗ trú qua đêm đi. Có chuyện gì vậy? Dạo này á, cứ tối đến là có một con cọp dữ vào bắt gia súc, còn bắt cả người nữa. Ai ai cũng lo sợ, gà lên chuồng là đóng kín cửa, tắt đèn trốn trong nhà. Anh mau đi tìm chỗ trú đi. Cọp dữ sao? Mình có duyên với cọp quá. Để coi bản lĩnh con cọp này ra sao. Xin chào bạn cũ. Ngươi không chịu ở yên trong rừng mà lại ra đây phá làng phá xóm, bắt gia súc lại còn hại người dân vô tội. Ngươi phải đền tội thôi. Ai mà khỏe quá vậy? Bắt trói được cả con cọp to như vậy. Tối hôm qua tôi nghe kêu la thảm thiết. Chết rồi, động rồi. Quan huyện đã nói sẽ thưởng cho ai bắt được con cọp này. Cả làng ta lên phủ quan lĩnh thưởng thôi. Làm gì mà cả làng đội kéo nhau lên phủ quan? Các ngươi định làm loạn hả? Không ai biết người nào bắt nó thì cả làng ta lĩnh thưởng chia đều thôi. Ta là trưởng làng, lên quan là việc của ta. Mau khiêng nó về nhà ta để sáng mai ta lên huyện sớm. Nhiều tiền quá. Tiền thưởng này là của ta. Của ta. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tha mạng cho tôi. Người giết cho ta, ta sẽ trả thù. Không phải tôi. Ngươi tìm sai người rồi. Ai bảo tôi tham lam như vậy để giờ phải chịu khổ. Trả ngươi cho làng đó. Ngươi muốn trả thù ai thì trả thù, còn ai muốn lĩnh thưởng thì đi mà lĩnh. Bẩm quan, làng chúng con đã bắt được con cọp chiên phá hoại, hôm nay mang lên trình quan lãnh thưởng ạ. Con cọp này chết rồi sao? Bẩm quan, nó bị trói 3 ngày nay nên đã chết rồi. Ta trèo thưởng 100 đồng cho ai bắt sống được con cọp để dân vua thuần phục làm thú cưng. Giờ làng các ngươi làm nó chết rồi, ta lấy gì để dân vua? Bẩm quan, lúc quan treo thưởng đâu có nói là bắt sống. Các ngươi còn dám cãi ta sao? Thôi, dù sao ta cũng đã hứa thưởng, các ngươi lấy 50 đồng về mà chia cho nhau. Bẩm quan, xin quan xem xét lại. Nếu còn lăng nhăng, ta cắt thưởng. Dạ bẩm quan, quan nói vậy thì là vậy ạ. À, chúng con xin nhận 50 đồng. Dám đòi tiền của ta sao? Đừng hòng nha. Kẻ tham lam gian xảo, ta sẽ cho người biết tội.
Tiền của ta, tiền của ta đâu rồi? Ta mơ thấy có kẻ vào trộm tiền. Thiếu đúng 50 đồng. Ai, ai đã lấy của ta? Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Ta lấy đúng 50 đồng người thiếu của dân. Nếu như còn tham lam, gian xảo, ta sẽ lấy hết của cải của ngươi. Thần tiên ơi, xin đừng trừng phạt con. Con không dám tham lam, thất hứa với dân nữa đâu. Tạ ơn trời đã phái thần tiên xuống giúp làng con bắt được cọp dữ, còn giúp chúng con nhận đủ tiền thưởng của quan ạ. Đây là lương thực và gia súc quan huyện gửi đến giúp đỡ lại các ngươi vì bị cọp dữ phá hoại. Triều lại tiếp tục lên đường để giúp đỡ mọi người. Anh cứ đi, đến nơi nào có chuyện bất bình lại ra tay cứu giúp, coi đây là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Xin hãy giúp tôi với. Sao vùng này sơ sát vậy? Nhà chị sao lại đi ăn xin? Vùng chúng tôi mới bị lũ lụt, mùa màng thì thất bát, không còn gạo để ăn, hạt giống không còn để gieo trồng, nhà nhà đều đói, phải đi xin khắp nơi. Quan huyện ở đây không làm gì giúp dân sao chị? Nghe nói đã kêu lên nhà vua mà lâu quá chưa thấy kinh thành báo tin. Giờ chúng tôi phải vào thành nghe ngóng, ở đó gần phủ quan huyện chắc sẽ xin được nhiều hơn. Vậy tôi cũng phải vào thành một chuyến xem quan huyện vùng này làm ăn như thế nào. Bọn rách rưới này dám cướp đồ ăn của ta ngay giữa chợ. Xin ông tha tội cho nó. Tại nó đói quá cho nên mới làm liều. Sao lại đụng phải con của quan huyện làm gì cho khổ thân? Chắc mẹ con nó bị đánh chết mất. Còn dám cầu xin ta tha sao? Chuyện gì vậy? Ma sao? Hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không dám đánh người nữa. Tôi không dám nữa. Ôi, cái mồng khốn khổ của con. Con đau lắm. Con không ăn. Vậy mình đi xem mua rối nha con yêu. Đi thôi, chắc con trai chúng ta vẫn còn sợ chuyện ở chợ. Con đã nói với cha mẹ đừng nhắc chuyện ở chợ nữa mà. Con xấu hổ muốn đào hố chui xuống trốn luôn nè. Dân chúng đói khổ mà nhà quan huyện vẫn ăn ngon mặc đẹp, lại còn xem múa đối nữa. Mình phải điều tra cho ra lẽ. Hàng cứu trợ. Tên quan huyện tham lam dám lấy hàng cứu trợ từ kinh thành làm của đi, ta sẽ trừng phạt hắn một trận nên thật. Có hàng cứu trợ của kinh thành rồi bà con ơi. Chúng tôi ở các làng xa đến đây, may quá đúng dịp quan huyện phát cứu trợ từ kinh thành. Vậy là sắp có gạo ăn, có hạt giống để gieo trồng rồi. Dân chúng nói quan huyện dán thông báo cứu trợ khắp nơi, còn mở kho nhà giúp dân, giờ làm sao đây ạ? Phá kho đi, làm đánh lên, lớn tay nhà vua thì nguy mất. Ông trời đúng là có mắt, ông trời có mắt mà con ơi. Mình phải lên kinh thành để nói cho vua biết quan lại với triều vua thật tham lam gian ác, để vua trừng phạt bọn họ. Cuối cùng mình cũng biết được nơi vua ở. Thật đẹp, thật hoành tráng. Các ngươi là đốc thúc quan huyện thu thuế nộp nhanh vào kho công.
huyện nào không nộp đủ thì cách chức quan huyện đó ngay lập tức. Tâu bệ hạ, lũ lụt khắp nơi, dân chúng đói khổ, làm sao đủ thóc lúa đóng thuế ạ? Ta nói thu là phải thu cho đủ. Tâu bệ hạ, thần nghĩ người nên xuất kho công cứu trợ, giúp dân yên tâm cày bừa, khắc phục thiên tai thay vì thu thuế. Dân chúng nhiều nơi đói khổ phải dắt nhau đi xin ăn ạ. Ta đã cứu trợ đầy đủ. Nếu nơi nào dân chúng vẫn đói khổ là do quan huyện đó ăn bất của dân, cứ tìm xử lý cho ta. Tâu bệ hạ, thần nghĩ khó lắm ạ. Bệ hạ nghĩ có xử lý được hết không? Hãy người nhắm mắt làm ngơ để dân đói khổ. Ta là vua, hãy ngươi dạy bảo sao? Đúng bấy đâu, nhốt hắn vào ngục, giam khi quân thẩm thương. Thần chỉ muốn tốt cho dân cho nước, mong bệ hạ xem xét. Quan lớn, quan lớn, ngài hãy tỉnh dậy đi. Quan lớn, ngài là thần tiên đến cứu ta sao? Xin quan lớn đừng quỳ. Tôi là người, tôi được tiên ông tặng áo tặng hình để làm việc tốt giúp đỡ cho mọi người. Có phải cậu là thần tiên được trời đưa xuống giúp dân mà dân gian đang truyền tay nhau không? Họ nói có kẻ trừ gian diệt bạo, chuyên trừng phạt quan tham giúp dân. À, tôi chỉ là người thường thôi mà. Tôi thấy ngài rất thương dân chúng nên muốn giúp ngài thoát khỏi đây, cùng làm việc tốt cứu dân. Hai chúng ta thì làm được gì chứ? Ta lại bị nhà vua nhốt trong ngục vì dám nói lên sự thật. Nhưng ta tin nhà vua sẽ suy nghĩ lại lời ta đã nói với người. Tôi cũng tin như vậy. Bây giờ tôi sẽ cứu ngài ra. Tôi sẽ mặc áo tận hình này vào kho công lấy tiền cho ngài mang đi giúp người dân. Nhưng lấy danh nghĩa là nhà vua, tiếng lành sẽ đồn xa. Hy vọng nhà vua sẽ thay đổi. Đã đến nước này thì ta sẽ hợp tác với cậu. Dù sao cậu cũng là người được tiên ông tin tưởng. Theo cách làm của triều, dân nghèo khắp nơi được nhận cứu trợ. Tiếng lành về vị vua thương dân như con ngày càng mãi xa, nơi nơi vang tiếng ngợi ca công đức của nhà vua. Ngươi làm quan giữ kho, bao nhiêu quân lính canh gác mà kho bị trộm lại nói là không biết là sao? Tâu bệ hạ, thần thật sự không hiểu tội trộm này đột nhập vào kho bằng cách nào. Tống giam hết lính canh cho ta, còn ngươi ta giữ lấy mạng ngươi về điều tra cho ta, phải bắt bằng được kẻ trộm kho. Tâu bệ hạ, huyện X báo tin đã nhận được hàng cứu trợ của kinh thành và đang phát lương thực hạt giống cho người dân. Người dân ai cũng vui vẻ phấn khởi gửi thư cảm ơn người. Huyện X, ta nhớ mấy hôm nay đâu có xuất kho cứu trợ, tại sao lại có chuyện như vậy? Dạ bẩm, lâu lắm rồi không hề xuất kho cứu trợ ạ. Các ngươi mau đi điều tra việc này cho ta. Kho công thì bị trộm, rồi còn mạo danh kinh thành cứu trợ khắp nơi. Đố các ngươi bắt được ta, ta sẽ còn trộm cho tới khi nhà vua chịu thay đổi, dân chúng được ấm no. Trộm, bắt lên đó, bắt lên đó. Thì ra là hắn đang mơ, làm ta hết hồn à. Thôi thì đắp hình con bướm lên đây, nếu phần này không tàn hình được thì người khác nhìn thấy cũng sẽ tưởng là con bướm mà không nghi ngờ mình. Bao nhiêu quan quân canh gác ngày đêm mà kho công vẫn bị mất trộm. Đến lúc kho của ta không còn một đồng bạc nào để ban phát cho các ngươi nữa, các ngươi mới sợ sao? Nhưng mà dân chúng lại đang rất phấn khởi, đâu đâu cũng ca tụng người là vua của muôn dân ạ. Nhưng ta không chấp nhận kẻ trộm tiền từ tay ta rồi lại mạo danh ta. Các ngươi thêm quân lính mai phục, bắt cho được kẻ trộm cho ta. Dù chỉ một con ruồi bay vào kho cũng phải có chừng. Sau khi giá áo tàng hình bằng miếng vải màu đen hình con bướm, triều tiếp tục vào kho lấy trộm tiền vàng đi giúp dân. Người hay mà thì mau hiện hình, không chúng ta chém. Ta là người mà, ta đang làm việc dễ giúp người dân nghèo, ta không phải người xấu đâu. Tốt hay xấu thì chúng ta cứ giải ngươi đến gặp nhà vua để người xét xử. Trói hắn lại, cất cái áo đó cẩn thận. Chúng ta giải hắn lên cho nhà vua xét xử, đòi lại công bằng cho các anh em đã bị nhà vua trách phạt. Người to gan, dám cướp kho của ta, còn mạo danh ta đi cứu trợ dân chúng. Tôi đến nhiều nơi,
thấy người dân đói khổ, mà nhà vua quan lại chỉ biết dơ dét hưởng thụ, nên thay trời hành đạo. Sức ráo! Tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe, xin nhà vua hãy xem xét. Ngươi dùng cách gì để trộm kho của ta? Tiên ông cho tôi một chiếc áo tàng hình để làm việc nghĩa cứu dân. Chỉ có tôi mặc vào mới tàng hình thôi. Tiên ông đã chọn tôi thay trời hành đạo. Nhốt hắn vào ngục. Đã bắt được kẻ trộm, nhưng lòng ta vẫn không yên. Tâu bệ hạ, xin người hãy cho thần nói lời thật lòng. Người cứ nói, ta sẽ không trách tội. Tâu bệ hạ, tuy làm điều sai trái, nhưng việc hắn làm lại giúp dân chúng phấn khởi, xã tắc yên ổn, muôn nơi ca ngợi người. Ta biết điều đó, nhưng trộm cướp là việc xấu, vẫn phải trừng phạt. Xin người giơ cao đánh khẽ, người nhân nghĩa như hắn có thể dùng vào việc khác. Tâu bệ hạ, nước láng giềng lại cho quân tràn qua cướp phá, quân giặc lần này rất đông và hung hãn. Nhanh, triệu tập các quan lại bằng cách chống giặc. Cướp sạch, phá sạch cho ta. Quân giặc kia, đó làm càng. Năm ấy, thế giặc mặt, quan quân triều đình chống cự quyết liệt, người chết như ngã già, ai nấy đều lo lắng không yên. Quà mất nước đang đến rất gần. Tin bại trận liên tiếp đưa về, nhà vua lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa có cách nào chống được thế giặc đang ngày càng mạnh. Mình ở trong đây bao nhiêu ngày rồi, buồn tay buồn chân quá. Thật là thèm cảm giác được tự do đi khắp mọi nơi. Mình vẫn còn chưa làm được nhiều việc tốt, phụ lòng tiên ông đã tin tưởng. Chuột cắn phải không? Có vậy mà cũng hát ầm ĩ. Tôi bị nhốt lâu lắm rồi. Mấy người á, hãy nói với nhà vua, muốn xử tôi thế nào cũng được, nhưng mà phải xử nhanh lên. Nhà vua đang đau đầu lo chống giặc ngoại xâm, thời gian đâu xét xử một tên trộm như ngươi. Hả? Ngươi nói sao? Đất nước là bị xâm lăng nữa à? Mà ngươi ở đây sung sướng hơn bao nhiêu người rồi đó. Ngoài biên ải, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu người dân đã chết. Xin hãy cho tôi được gặp nhà vua đi. Tâu bệ hạ, tôi muốn đi đánh giặc để làm công chuộc tội. Mình ngươi thì làm được gì? Bao nhiêu tướng tài lính giỏi của ta đã bại trận. Tôi tuy tài hèn sức mọn, nhưng tôi có cách để giặc lưu quân, mà quân lính của ngài không ai phải chết hết. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh đuổi được quân giặc, ta tha tội chết cho ngươi. Vậy xin bệ hạ, hãy trả áo tàng hình cho tôi. Áo tàng hình của ngươi sao? Ta sẽ trả, ngươi còn cần gì nữa không? Dạ, xin bệ hạ hãy cho tôi mượn một thanh kiếm thật sắc và ra lệnh cho quân lính nghe theo tôi. Xin người hãy tin tưởng tôi. Được, hãy lấy áo tàng hình và thanh kiếm báo của ta đến đây rồi mà. Tình thế cấp bách rồi, ta tin ngươi. Ngươi hãy mau chóng ra trận. Ta mong ngươi mang tin chiến thắng trở về. Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng. Nhà vua phong cho Triều làm hộ quốc tướng quân. Nghe tin Triều ra trận, người dân khắp nơi tìm đến và tình nguyện đi theo anh. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng nhau lên đường. Khi nào thấy tướng giặc ngã xuống, ta giơ cao thanh kiếm lên, thì hãy cho đội quân của chúng ta xông lên dây các ngã đường. Ta đi đây. Chúng ta sắp thắng rồi. Lúc đó tha hồ cơm no rượu say. Các anh em, hãy xông lên đánh đuổi bọn xâm lược khỏi đất nước chúng ta.
Triều dùng áo tàng hình làm quân giặc khắp nơi sợ hãi. Chúng truyền tai rằng nước đại diện có thần tiên trợ giúp, vua nước láng giềng phải ra lệnh cướp quân. Biên giới bình yên, đại diện ta quyết giữ từng tấc đất, không để giặc xâm phạm. Tâu bệ hạ, quân lính của người đã nguyên vẹn trở về, Phi Ngải đã sạch bóng quân thù. Ngươi đã giữ đúng lời hứa, đất nước ghi nhận công lao của ngươi, ta cũng sẽ giữ lời hứa, xóa tội cho ngươi. Được, ngươi hãy cùng ta làm nhiều việc tốt cho dân cho nước. Triều được phong làm quan đại thần, lại được vua gả công chúa, từ đó người ta gọi anh là Quan Triều. Ngày nay ở Cao Bằng vẫn có đền thờ Quan Triều.